181, theo thi nhã đi tham gia tống nghệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Lãng tại trong phòng bệnh thời gian, qua cực kỳ bình thản, thỉnh thoảng nhìn xem tin tức, dùng nhất chỉ thiền hồi phục, liên lạc một chút cảm tình. Còn lại chính là tiếp nhận cựu cửu nhi cùng Chu Tắc Khanh hai cẩn thận chiếu cố. Ăn cơm uống nước, đọc sách đi nhà xí, chuyện gì đều không cần chính mình động thủ. Thương thế trên người cũng khôi phục cực nhanh, liền chủ nhiệm thầy thuốc đều cảm thấy không thể tưởng tượng cái chủng loại kia. Không có cách nếu như không phải thụ thương sự tình bị cừu cử cửu nhi cùng chu tắc khanh biết đang thức tỉnh sau ngày thứ ba có thể hoạt động cánh tay thời điểm tần lãng liền đã có thể sử dụng mỹ nhan hoàng đến gia tốc thương thế khép lại vì biểu hiện một chút bình thường một chút tần lãng tận lực tại trong phòng bệnh chờ đợi gần nửa tháng lúc này mới có xuất viện dự định hoạt động một chút cánh tay tần lãng bẻ bẻ cổ nhìn qua vừa đi tới quân tử thản nhiên nói chu hạo bên kia thế nào quân tử lắc đầu tên kia vẫn là một cái đầu óc nói cái gì cũng không chịu đáp ứng bán đức yêu cầu thậm chí đã bắt đầu đem số điện thoại của ta cho kéo đen thiếu gia, tên kia quả thực không biết điều, quá kinh người. Mẹ nó, lão tử thật nghĩ để hắn nếm thử bao cát lớn nắm đấm. Cái kia một bên tạm thời cũng không cần đi quấy rầy, ta đã an bài lão hoàng đi qua tiếp quản, việc ngươi cần, cũng là yên tĩnh chờ lấy hắn tới tìm ngươi. Đáp ứng bán đức. Cái kia không đùa giỡn hay sao? Chu Hạo thế nhưng là văn ngu nội dung cốt truyện bên trong khí vận chi tử, gia hỏa này tự nhiên biết mình nắm trong tay lấy kịch bản, cùng trong đầu tri thức, là một khoản khổng lồ cỡ nào bảo tàng. Chỉ thấy lợi trước mắt sự tình, Chu Hạo là quả quyết không có khả năng làm ra để quân tử đi đàm phán chẳng qua là sớm chôn xuống một cái dẫn tử thôi cho chu hạo lưu lại một phương thức liên lạc chờ hắn không sống được nửa thời điểm hắc hắc đến lúc đó chính hắn sẽ chủ động liên hệ quân tử làm một chút thủ tục xuất viện đi còn có đem tin tức của ta một chút lộ ra điểm cho thi nhã ta trước ngủ một hồi tần lãng đều đâu vào đấy phân phó lấy chờ lấy quân tử sau khi rời đi tần lãng nằm tại trên giường bệnh nhìn quanh một vòng chiếm diện tích vượt qua 80 mươi mét vuông phòng bệnh cảm thán nói thầm lấy ai tổng xem là khá cáo biệt cái này không gian thu hẹp tại cái này không gian thu hẹp bên trong đợi đến thời gian dài đã sớm chán ghét thừa dịp hôm nay đặc thù cựu cử cửu nhi cùng chu tắc thanh đều có chuyện quan trọng rời đi hắn cũng không có ý định tiếp tục giả bộ được nữa là thời điểm cái kia chuồn đi mơ mơ màng màng vũ tần lãng nghe được trong phòng tắm truyền đến ào 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 tiếng vang hắn vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ có chút mê mang nhìn lấy khắp lên sương mù màu trắng phòng tắm người nào đạp 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 hai đầu dẫm lên sáng lóng lánh dày xăng đăng thon dài đùi ngọc theo cửa phòng tắm bước đi ra như mỹ ngọc đồng dạng trong suốt sáng long lanh tại dưới ánh đèn hiện ra một vòng nhàn nhạc huỳnh quang thon dài thẳng tắp tinh tế cân xứng này đôi cặp đùi đẹp để trong nước vô số nam nhân làm hồn khiên mộng nhiễu thân thể này càng gầy gò sư tỷ Họa tàu tần lãng không thấy người chỉ là nhìn thấy này đôi chân liền biết người đến là ai toàn bộ trong nước ngoại trừ thi nhã còn có thể có nào nữ nhân chân có thế như thế hoàng mỹ hắn để quân tử nói cho thi nhã tin tức nhưng không nói trực tiếp để thi nhã tìm tới cửa a Nha, tiểu sư đệ tỉnh đây. Thi nhã bọc lấy một đầu màu hồng nhạt khăn tắm mở ra chân đi ra. Tuyệt mỹ dung nhan, giống như theo trang giấy bên trong đi ra đồng dạng. Mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết. Eo như bó làm, răng như biên bối. Nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Thi nhã vẻ đẹp, dường như hội tụ thiên địa linh khí đồng dạng, tinh điêu ngọc trác, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Chỉ là tại nhan trị phía trên, bình thường mỹ nữ tại thi nhã trước mặt, quá mức non nớt, cao thấp lập kiến, khó có thể hình thành so sánh nàng chỉ một bộ đai lưng khăn tắm liền đem dáng người cho phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế thon dài dưới cổ là bao la lòng dạ như trăm sông đổ về một biển bao la hùng vĩ ánh mắt xuống chút nửa dời đường cong bỗng nhiên bỗng nhiên kịch liệt co vào cây liễu eo nhỏ cực kỳ vừa nắm khiến người ta thật sâu cảm giác được lo lắng như thế eo thông chi sợ khí lực lớn một chút liền sẽ đem cho bẻ gãy sắc đẹp che đậy kim cổ hoa sen xấu hổ ngọc nhang hoán thân làm bích thủy tự cùng sóng xanh nhàn trăng trắng tinh khó mở trầm ngâm bích vân giang thế nào sư tỷ trên người có côn trùng tiểu sư đệ ngươi như thế chăm chú nhìn thi nhã doanh doanh cười một tiếng tâm lý từ đáy lòng sản sinh một loại cảm giác thỏa mãn tần lãng lắc lắc đầu tận khả năng mà đem ý nghĩ của hắn chế trụ lần nữa ngẩng đầu thời điểm đã bình tĩnh lại sư tỷ ngươi làm sao lại tại trong phòng bệnh của ta mặt ngươi thì không sợ bị ký giả cho đập tới rồi thi nhã trong nước phim ảnh và ca hát tam tê thiên hậu tác phẩm tiêu biểu xâm nhập nhân tâm và trẻ nam nữ thông sát ở trong nước sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn nhân khí giá trị bạo rạp đồng dạng tồn tại. Vì bạc bình đài phan trong nước duy nhất phá trăm triệu thiên hậu. Ai có thể nghĩ đến, tần lãng chỉ để lộ ra đi nửa điểm tin tức, thi nhã thì tự thân lên cửa. Vẫn là lấy loại phương thức này. Không khỏi, cũng quá không đem hắn làm ngoại nhân đi. Cũng bởi vì cơ lão sự tình, triệt để buông xuống đề phòng. Thậm chí là có chủ động ném vui vẻ đưa tiễn vuốt ve hiền nghi. Tin tức này nếu như bị đưa tin đi ra, tuyệt đối sẽ ra vòng, minh nhi cái trong nước toàn bộ giới báo chí đều phải động đất nhìn lấy tầng lãng một mặt ngoài ý muốn dáng vẻ thi nhã lại là không hề hay biết dường như một chút đều không có chú ý tới mình thân phận thân ở làng giải trí gặp nhiều người lừa ta gạt gặp nhiều đồng hành tương tàn thật đừng nhìn thi nhã mặt ngoài thường xuyên sẽ lộ ra vẻ mặt vui cười nhưng kỳ thực nội tâm cực kỳ bi quan đối tuyệt đại đa số người đều không ôm lòng hảo cảm liền giống với vừa đến thiên hải thành phố thời điểm cùng tầng lãng cười hì hì tâm lý lại là có một tầng kiên cố tâm phòng bị tầng này phòng bị thẳng đến tầng lãng vì bảo hộ nàng kém chút bị lão già kia cho đánh chết về sau, mới hoàn toàn biến mất. Đồng thời, tại nửa tháng này bên trong, một mình nàng độc ở thời điểm, không gặp được tần lãng, không chiếm được nửa điểm tin tức, có một loại khác tình cảm, giữa bất tri bất giác bắt đầu lên men. Cái này khiến thi nhã thường xuyên sẽ một người ngồi tại khách sạn rơi xuống đất pha lê màng tường trước đâm lấy quai hàm, vẫn mơ màng. Tục xưng tự mình công lược. Nửa tháng trên lệch, thi nhã đối tần lãng nhìn xem, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thi nhã nhẹ hừ một tiếng, vũ mỹ biểu lộ biến mất, thay vào đó là một cổ phát ra từ thực chất ở bên trong u án. Nàng nghi người nằm ở giường bệnh bên cạnh, một cái cổ tay trắng chống đỡ, nhìn chằm chằm tần lãng nhìn, cực kỳ giống nhận lấy khi dễ cô vợ nhỏ, nửa tháng không có gặp mặt, một đời người mới thắng người cũ rồi, trước đó trốn ở trong góc ăn nồi đá cá thời điểm, người hôn người ta thi thi, hiện tại trái lại gọi người ta sư tỷ. Ung ục. Tần lãng thấm giọng một cái, tăng hắn một cái, sư tỷ, đừng làm rộn, ta lúc đó không phải đùa giỡn với ngươi sao. Mà lại, ta giống như thì hôn một tiếng nhã nhã, không phải thi thi a. À đừng làm rộn. Có thể tuyệt đối đừng náo. Hiện tại là thời gian nào tiết điểm? Đại khủng bố thời kỳ. Vạn nhất một chút qua gật đầu, tần lãng sợ chính mình cả người cũng bị mất. Khi nhã duỗi ra ngón tay, ngăn chặn tần lãng miệng, nhẹ giọng, lúc khác ta mặc kệ, bí mật, ngươi phải gọi tiểu thơ thơ hoặc là nhã nhã thay cái xưng hô, sư tỷ quá không rõ ràng, quá khách khí. Khi nhã cười yếu ớt thời điểm, sẽ lộ ra hai viên nho nhỏ lúng đồng tiền, nàng bật hơi thời điểm, sẽ có nhàn nhạt mùi thơm ngát, được rồi, đừng đem ánh mắt trường lớn cùng một đôi chung đồng giống như tới nơi này nói cho ngươi chính sự đâu từ ngày mai trở đi cùng tỷ tỷ cùng đi tham gia một số tống nghệ cái gì tống nghệ sư nhã nhã ngươi nói đùa nhi a à. ngươi là long quốc cấp bậc gì đại nhân vật ta lại là cái éo gì ta ngoại trừ có chút tiền bẩn có một hai ba bốn năm sáu bảy tám căn biệt thự có di quy ca chiếc siêu xe bên ngoài ta còn có cái gì hướng tới a à, một số gần hai năm đặc biệt nóng nảy tống nghệ bên trong hà lão sư tại tỷ tỷ làm sơ xuất đạo thời điểm giúp không ít một tay gần nhất hắn mở miệng mời ta ta chỉ có thể đi một lần không quan hệ mục đích tổ bên kia đã đáp ứng ta có thể mang một cái hậu bối đi qua lấy thi nhã hiện tại cấp bậc toàn bộ long quốc duy nhất thiên hậu phi bạc phan đếm qua ức tồn tại tham gia một số tống nghệ thông báo phí tuyệt đối là giá trên trời cũng lại vẫn là có tiền mà không mua được thi nhã rất ít tham gia tống nghệ lần này hoàn toàn là bởi vì nhân tình nguyên nhân đồng thời còn có chính mình một số tiểu tâm tư dự định mang theo tần lãng cùng đi tần lãng vẻ mặt đau khổ ta có thể cự tuyệt sao Thi nhã cười yếu ớt, nếu như ngươi cái kia một nhân quốc tế muốn đổi người phát ngôn mà nói, có thể cự tuyệt thỉnh cầu của ta nha. Chương 182, bắt đầu trực tiếp vương tạc ra sân. Tây sông bản nạp, mảnh hy hữu trấn, mang xa thôn. Hướng tới, mới một quý chính thức phát sóng, nên hợp đông đảo người xem yêu cầu, cái này nhất quý thông qua trực tiếp hình thức, toàn phương diện hướng người xem bày ra cây nấm phòng sinh hoạt. Tiến về cây nấm phòng đường hẹp quanh co phía trên, một chiếc tiết mục tổ tài trợ xe cổ bên trong, thi nhã cùng tần lãng, đang tiếp thụ tiếp mục tổ nhắc nhở, thi nhã tiểu thư, tần tiên sinh, căn cứ cây nấm phòng thông lệ, tiếp đó, các ngươi muốn chọn đồ ăn, thông qua gọi điện thoại phương thức. Nhưng tận khả năng muốn che giấu thân phận của mình, không muốn lập tức liền bị đoán được, nhất là thi nhã tiểu thư ngài. Ngài là Hà Lão Sư tự mình mời mời đi theo, tuy nhiên Hà Lão Sư không biết ngài là thứ mấy kỳ sẽ tới, nhưng là của ngài thanh âm quá có nhận ra tính, vừa nói liền sẽ bại lộ. Tiếp mục tổ công tác nhân viên, đối thi nhã cực kỳ tôn kính. Thi nhã tại làng giải trí địa vị bày ở nơi đó, tham gia hướng tới, có thể nói là toàn bộ tiết mục tổ đều cảm thấy rồng đến nhà tôn. Khi nhã cười yếu ớt, chung quanh giống như là đã nổi lên một tầng vân vụ lượng lờ tiên ký, nhìn công tác nhân viên đều có chút ngây dại, để tiểu sư đệ điểm đi. Công tác nhân viên lấy lại tinh thần, có chút co quắp, tầng tiên sinh không phải làng giải trí người, bất quá, dạng này vừa vặn có thể thả cái bom khói. Trong lòng của hắn phải chăng quyết đề nghị này, bởi vì tầng lãng tại người xem trong mắt là ai đều không có một cái nào ấn tượng. Có thể nói, lần này gọi món ăn hoạt động, tuyệt đối là đập. Nhưng, đã thi nhã đều nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt làng giải trí cũng là như thế hiện thực, dù là thi nhã một chút sĩ diện ý tứ đều không có, nhưng thiên hậu cũng là thiên hậu, địa vị bày ở nơi đó, tham gia tiết mục, tiết mục tổ đều phải cực kỳ hầu hạ. Tần lãng tiếp quá điện thoại di động, tâm trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Đáp ứng thi nhã tới tham gia tống nghệ, tuyệt đối không phải mù quán thuận theo, chỉ là vì sau này, có thể tại làng giải trí, tăng lên một số cá nhân mị lực thôi. Dù sao nữ ngôi sao, tại đa số khí vận chi tử kịch bản bên trong, đều sẽ xuất hiện. Hắn cần sớm đánh cái kế tiếp cơ sở, đem chính mình nhiều tài nhiều ức tài hoa cho bày ra đến mức còn lại không liên quan người xem. Đến tự Yến Kinh Tinh tức phong tỏa, cùng rút thưởng lấy được tin tức ngăn chặn, ngoại trừ cái này việc tống nghệ, còn có thể có cái gì tin tức liên quan tới hắn lưu truyền ra đi. Tâm lý qua một lần về sau, Tần lãng nhấn điện thoại di động, bấm cây nấm phòng điện thoại. Bí bo. Không có qua vài giây đồng hồ, rất nhanh liền được kết nối. Quy, quy, ngài. Ngài tốt. Đầu bên kia điện thoại là tiểu cô nương, thanh âm rất ngây ngô, còn có một số ngại ngùng, lúc nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Mọi người đều biết hướng hướng bên trong tử phong là không tiếp điện thoại đại đa số thời điểm đều là đợi tại bành bành bên cạnh giúp đỡ ghi lấy một số khách nhân điểm đồ ăn mà lần này tử phong lại là tiếp điện thoại lộ ra rất là bối rối tần lãng khóe miệng hơi hơi vung lên trước đó đổi lấy thanh âm mô phỏng năng lực để hắn tại thanh âm bắt chước phương diện đã rất sâu cảm ngộ có thể rất lợi hại chuẩn xác nắm giữ hắn người tiếng nói tỷ như bắt chước thiên vương cứ như vậy cây nấm phòng tổ bốn người thì đoán không ra cái này một kỳ khách quý thân phận a hắn cố ý đè ép cuốn họng dùng thuần hậu thanh âm tự nhiên trò chuyện nói là tử phong a thật ngoan ngồi ở bên cạnh thi nhã mi đầu hơi hơi vặn một cái hơi kinh ngạc quay đầu liếc qua công tác nhân viên càng là khiếp sợ trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra hoa tử thanh âm thanh âm đục ngầu rõ ràng nhất là cuối cùng thanh âm rung động giống như nếu như không phải thường xuyên cùng hoa tử cùng nhau người căn bản là nghe không ra khác nhau quá giống một bên khác cây nấm phòng bên trong trực tiếp nổ tung ổ tử phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối gương mặt co quắp nàng lần thứ nhất tiếp khách người điện thoại vậy mà gặp hoa tử thiên vương trời ạ à. cho dù là hiện tại hoa tử địa vị cũng là làng giải trí ảnh hưởng rất lớn tử phong vội vàng dùng tay bưng kính điện thoại microphone đối với bên ngoài lớn tiếng hô hoáng ca ca mau tới mau tới a à. đang ở trong sân bữa của bành bành liền vội vàng đem búa để xuống tiểu chạy tới trên trán vẫn còn ấm nóng mồ hôi hắn chà sát mồ hôi trên óc làm sao rồi muội muội là vị nào khách nhân a à? như thế bối rối làm gì? Tử Phong bưng bít lấy microphone, chưa tỉnh hồn, liều mạng hướng xuống nuốt nước bọt, hoa tử, là hoa tử a. Ô ô ô. Tử Phong trái tim nhỏ đều nhanh muốn hỏng mất, cái kia một mặt quỷ khuất biểu lộ, rõ ràng cũng là đang kêu, ca, cứu mạng a. Hoa tử. Không thể nào. Nói đùa đâu. Hoa tử làm sao lại đến cây nấm phòng? Bành Bành có chút hoài nghi thuận tay nhận lấy điện thoại, khách khí nói, "Uy, khách nhân ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần gì đồ ăn đâu?" Tần Lãng lại đổi một loại đặc biệt thanh âm khác, thanh âm rung động rất nhiều nghe có chút bi thương cảm giác là bành bành a à. ta muốn chút hàng tiêu bò xào rau xào thịt còn có câu nói kế tiếp bành bành đã không có nghe rõ cầm trong tay điện thoại hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại sau đó cùng mụi mụi một dạng phản ứng bưng kính microphone thét to trời ạ à. ca thần là ca thần ca thần hắn vậy mà nhận biết ta bành bành thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ cây nấm phòng hà lão sư cũng đến đây trên mặt thủy chung treo nụ cười ấm áp bành bành nhìn ngươi thanh âm lớn như vậy đem muội đều hù dọa một bên tử phong há to miệng linh động trong con ngươi tràn đầy hồ nghi ca thần không phải hoa tử sao vẫn là nói hai vị thiên vương kết bạn mà đến bành bành bưng bít lấy microphone trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc lại là kinh hỷ lại là bối rối lại là sẽ phải nhìn thấy thần tượng xúc động hà lão sư là ca thần thật là ca thần thanh âm ca thần đến rồi không thể nào hà lão sư có chút nhỏ giọng nói thầm theo bành bành chỗ ấy nhận lấy điện thoại quy ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là là ta à hà lão sư trước đó lễ trao giải phía trên ngài lần kia cứu tràng thật là là khiến người ta theo không kịp đây đó là một lần trong nước liên hoan phim lễ trao giải ra một chút chuyện nhỏ cho nên hà lão sư lâm thời cứu tràng kinh diễn tất cả mọi người cái kia ngắn video tại trên bình đài truyền bá độ cực lớn trong đó một vị người trong cuộc chính là tứ đại thiên vương một trong quách phụ thành hà lão sư ngây ngẩn cả người quách phụ thành thanh âm rất dễ dàng phân biệt thanh âm rất nặng tiết tấu rất vui sướng mang theo cá nhân tâm tình khoái trá hắn lại từng có tiếp xúc nhất thời bị mê choáng thật là quách phụ thành làm sao lại như vậy? Tiếp mục tổ khách quý trong danh sách căn bản cũng không có hắn nha. Mùi mùi theo bản năng hỏi, Hà Lão Sư, là hoa tử sao? Bành bành lắc đầu, không là, là ca thần, ca thần hắn vậy mà biết tên của ta. Hà Lão Sư viện cái tráng, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì ta nghe tới khách nhân là quách phụ thành tiên sinh đâu? Cây nấm phòng bên trong thành viên, vị cuối cùng khiên đỉnh nhân vật, hoàng tiểu trụ giá lâm, thuận tay nhận lấy microphone, hàng huyên vài câu, nhìn lấy đang ngẩn người ba người, nghi ngờ liếc qua tiếp một tổ camera tầng hướng, lần này lão trần tên kia là bỏ hết cả tiền vốn a liền lý minh đều mời tới thiên vương a thật là có đảm lượng tử phong bành bành hà lão sư hướng tới phòng trực tiếp bên trong sáng sớm nhân số còn không phải đặc biệt nhiều dù sao cũng là trực tiếp cũng không phải hoàng kim thời gian đoạn rất nhiều người đều có công việc mình làm muốn đi bận biểu đâu nào có thời gian rỗi đợi tại phòng trực tiếp bên trong trông coi bất quá phía trước mấy cái quý vẫn là góp nhặt không ít phan cuồng nguyên một đám tại phòng trực tiếp không bình luận phía trên điên cuồng đặt câu hỏi số trần đạo điên rồi Thật hay giả? Lần này tới khách nhân là Tứ Đại Thiên Vương. Còn không phải đơn độc một cái, mà chính là bốn vị toàn bộ đều đến đông đủ. Tứ Đại Thiên Vương xuất trang phí được bao nhiêu a? À? Sẽ không phải cái này quý cũng chỉ có một tập hợp a. À. Bởi vì phí tài trợ đều bị tiêu hết nha. Ngồi đợi Tứ Đại Thiên Vương ra sân. Muốn là tiếp một tổ giám làm mánh lới, lừa gạt người xem, lập tức gửi lưỡi dao. Một trương cái chủng loại kia. Chương 183, tầng lãng, không có cách, bị lực quá lớn liên quan tới tứ đại thiên vương làm khách cây nấm phòng tin tức trong nháy mắt tại các tạp chí lớn trên bình đài điên truyền vô số người đều tràn vào phòng trực tiếp online người xem nhân số theo lúc đầu năm vạn một lần tăng lên không chỉ gấp 10 lần đều nhanh phải có 550.000 người online đây là sáng sớm a rất nhiều trung thực người xem đều có công tác tình huống dưới nếu là hoàng kim thời gian đoán chừng đột phá trăm vạn đều là dễ dàng sự tình biến đến hơi rắc rối rồi hướng tới trần đạo tại camera vị đằng sau có chút do dự trực tiếp vốn chính là có phong hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Lần này, thiên hậu giá lâm, vốn nên là một loại niềm vui ngoài ý muốn, sẽ nhấc lên một trận sóng nhiệt, dù sao, đây chính là Long Quốc Duy sau một ngày, thi nhã tiểu thư tống nghệ buổi diễn đầu tiên. Nhưng bây giờ, tần lãng bắt chước tứ đại thiên vương thanh tuyến, đưa tới nhiều như vậy người xem. Đem người xem lòng hiếu kỳ đều treo ngược lên tới, muốn là không nhìn thấy tứ đại thiên vương, khẳng định sẽ sôi trào. Khẳng định sẽ bị phun, mà lại là cực sự khốc liệt cái kia một loại. Tần lãng lại là thi nhã đề cử tới, hắn lo lắng phòng trực tiếp thủy hữu cùng phúng tần lãng sẽ để cho thi nhã tiểu thư không cao hứng làm trực tiếp thật là khó a à. vốn là hắn còn vì tần lãng mô phỏng năng lực giơ ngón tay cái lên nhưng bây giờ chỉ còn lại có lòng tràn đầy phiền muộn hà lão sư khách nhân đến rồi đứng tại phòng nhỏ bên ngoài một mực mong mỏi cùng trong mong chờ đợi ca thần bành bành nhìn thấy nơi xa hai đạo chó sáng bóng người lập tức lớn tiếng hô hô lên cây nấm phòng tổ bốn người bao quát đang bận việc nhà bếp hoàng tiểu trù cũng cùng theo một lúc đi tới cửa chờ đợi tiểu hát mắt mắt cái đuôi nhanh như điện chất tiểu chạy tới, lè lưỡi. Cao ngạo đèn màu, như cũ tại trong chơi thơ cùng nơi xa, đối cây nấm phòng năm vị thành viên cực điểm xem thường. Thiên hậu, trời ạ, à, là thiên sau đó. Bành Bành nhìn đến cái kia đạo quen thuộc tịnh lệ phong cảnh, cả người đều sợ ngây người, liền hắn một mực chờ đợi ca thần, đều ném ra sau đầu. Thiên hậu thi nhã. Long quốc duy nhất thiên hậu, chưa bao giờ tham gia qua tống nghệ thi nhã, nàng đến cây nấm phòng làm khách. Hoàng lão sư, Hà lão sư, Bành Bành, Tử Phong, các ngươi tốt nha. Thi nhã dẫm lên giày cao gót một đôi thon dài cặp đùi đẹp dưới ánh mặt trời hiện ra màu trắng huỳnh quang cái kia như là trong bức tranh đi ra tuyệt mỹ dung mạo một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến người ta hô hấp biến đến chẳng phải thông thuận thi nhã hoan nghênh đến cây nấm phòng làm khách rất lâu đều không có gặp mặt đây hà lão sư nhiệt tình kêu gọi đằng sau còn có mấy cái vị khách nhân đâu thi nhã các ngươi không phải cùng nhau sao thi nhã là hắn mời tự nhiên không giống ba người khác như vậy chấn kinh chỉ là hiếu kỳ gọi điện thoại gọi món ăn quách phụ thành làm sao còn chưa tới thi nhã cười một tiếng thuận thế lôi kéo tần lãng cánh tay không có đâu đồng hành chỉ có ta vị tiểu sư đệ này để hắn làm tự giới thiệu đi tần lãng mỉm cười tiến lên đối với hà lão sư lấy nhẹ nhàng sung sướng thanh âm nói hà lão sư ngài khỏe chứ ta gọi tần lãng là thi nhã tỷ tiểu sư đệ hà lão sư nụ cười ấm áp trì trệ ngay sau đó khuôn mặt đắng chắc lên tần lãng ngươi tốt ta còn tưởng rằng thật là quách phụ thành đến cây nấm phòng làm khách nữa nha nguyên lai là ngươi a à, thật đừng nói thanh âm của ngươi bắt chước thật giống thì liền ta cùng quách phụ thành cùng một chỗ cùng đài qua đều không có phân biệt đi ra cây nấm phòng khách quý nguyên một đám gọi món ăn thời điểm đều che giấu sợ sẽ bị chúng ta nhìn thấu kết quả đến ngươi nơi này hoàn toàn thay đổi đều bị ngươi cho lừa dối ngươi bắt chức tú thật là quá kinh diễm á trong câu chữ vì lời của lão sư đều là đang giúp tần lãng giải vây khéo hiểu lòng người hà lão sư biết tần lãng bắt chức tứ đại thiên vương đưa tới không nhỏ phản ứng nếu là đến tiếp sau không có giải thích hợp lý khẳng định là sẽ bị phun hắn tận khả năng đem trách nhiệm trốn tránh đến giờ đồ ăn cần che giấu tung tích cái này cái trong quy tắc trò chơi mặt quả không ngoài kỳ nhiên phòng trực tiếp bên trong theo thi nhã xuất hiện, thì sôi trào. Họa tào, thi nhã. Ta lão bà, nàng vậy mà phía trên tống nghệ. Quá đẹp. Thi nhã thật sự là quá đẹp, nhất là cặp kia chân. Các huynh đệ, tay nghề việc đi lên. Trên lầu mau cút, buồn nông ta lão bà, đánh chết ngươi. Thi nhã nhân khí, tại Long Quốc tuyệt đối là số một số 2, vừa xuất hiện, toàn bộ phòng trực tiếp bên trong, thuận tiện online nhân số đã tăng tới 100 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Đương nhiên, cái này cũng chôn xuống tai họa ngầm, phun tầng lãng người, càng nhiều. má nó, cái này cười đùa tí tưởng gia hỏa là ai a? À? liền tứ đại thiên vương cũng dám mắt trước, lừa dối người sao cái này không là, là tiết mục tổ tìm đến mánh lưới. tần lãng, làm sao tra không được người này a? À? trên lầu mang não tử hay chưa? một cái làm người, có thế tra được mới có quỷ lạc. quá hắn sao không biết tốt xấu đi, hắn thân phận gì trong lòng mình không có đếm sao? còn dám mắt trước tứ đại thiên vương? ở chỗ này tìm phun đâu? các huynh đệ lên, vừa mới gửi lưỡi dao ở đâu, địa chỉ phát cho ta ta cũng tới một trương, đem gia hỏa này dây thanh đều cho cắt rồi. Có mắng, cũng có che chở tần lãng. Sao có thể trách người ta tần lãng? Không có nghe Hà lão sư giải thích, gọi món ăn thời điểm cần che giấu tung tích sao? Tần lãng đây là hợp lý bắt lấy quy tắc lỗ thủng, đem trọn cái trò chơi cho chơi việc. Đúng đấy, chính mình sẽ không bắt trước, thì không nên ở chỗ này ghen ghét người ta, Tiếp một tổ cho ra khách quý trong danh sách cũng không có tứ đại thiên vương thân phận A, thì một cái ẩn tàng khách quý, hiện tại đã xác nhận là thi nhã tiểu thư. Thối nam nhân, một cái sau so một cái buồn nôn, thì ghen ghét người ta tần lãng là thi nhã tiểu thư tiểu sư đệ, ở chỗ này chưa muốn chết. Cái này nhan trị, yêu yêu, ta sau 3 tháng sắp sinh, đã chuẩn bị hai thai, bọn tỷ muội để xuống tần lãng để cho ta tới, phụ nữ có thai ưu tiên. Đối với phòng trực tiếp bên trong mắng chiến, tần lãng là không biết. Cùng hoàng tiểu trụ lúc bắt tay, hắn là dùng lý minh thanh tuyến, cùng bành bành lúc nói chuyện dùng chính là ca thần, cùng tử phong lúc bắt tay, dùng chính là hoa tử. Hoàng tiểu trụ đối với cái này, cười cười, cũng không có coi là chuyện to tác, làng giải trí có thế quá nhiều người. Muốn nói đặc điểm, tầng lãng mô phỏng năng lực tuy nhiên xuất chúng, nhưng tuyệt đối so với không lên hắn nhan trị. Thì liền hoàng tiểu trù đều cảm khái, dù là lại hướng phía trước quay lại 20 năm, lấy hắn nhan trị thời đỉnh cao, đều khó mà đi trung chuyển tầng lãng phong mang. Tử phong cúi đầu nhìn lấy chính mình trắng nõn trong lòng bàn tay, trên gương mặt có chút nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng nàng có chút thật không dám đi chính diện nhìn tầng lãng mặt luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhịp tim đập tốc độ có chút nhanh mà lại não tử có chút mơ mơ màng màng luôn lo lắng cho mình trên mặt có thể hay không có đồ vật gì Bành Bành ở bên cạnh thất lạc nói thầm, "Muội muội, ca tâm lý thật khó chịu a, à, nguyên lai ca thần không biết tên của ta." Tử Phong không nói lời nào, thì cúi đầu nắm mắt ngón tay, nhìn chằm chằm giày của mình nhìn. Bành Bành cúi người, từ dưới mà bên trên nhìn một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Muội muội, ngươi làm sao rồi? Trên mặt hồng như vậy, là phát sốt sao?" Hà lão sư khẩn trương, "Không thể nào, buổi sáng còn rất tốt đâu." Hoàng tiểu trù, muốn là thân thể không thoải mái thì đi nghỉ trước đi. Tử Phong nhăn nhó ngẩng đầu lên, hai cánh tay bưng lấy đỏ bừng gương mặt đem hai bên tóc ngắn đều cho chống đỡ lên lộ ra khéo léo đẹp để lỗ tai nàng ấp úng lầu bầu không ta không sao đây này chương 184, bị dân mạng cuồng phúng không có việc gì liền tốt ta trước đem hành lý đem đến trong phòng đi thôi tần lãng đẩy hai cái hành lý đi vào trong nhà bành bành theo sát phía trên theo tần lãng trong tay nhận lấy một cái ta đến giúp đỡ tử phong nắm mắt trắng bệt ngón tay theo ở phía sau khoảng cách tần lãng vượt qua 5 mét mới dám tiếp tục đi lên phía trước chờ ba đứa hài tử bóng người vào phòng sau. Hà lão sư mới thu hồi tới tầm mắt của người, cảm thán nói, mùi mùi trưởng thành đây. Cây nấm phòng bên trong hoàn toàn là chất gỗ kết cấu, so sánh mắt lạnh, tại tràn đầy xi măng cốt thép đại cuộc sống đô thị đã quen, bỗng nhiên đi tới nơi này tiểu nông thôn, cũng có chút yên tĩnh trí viễn ý vị ở bên trong. Đem hành lý cho thu thập xong về sau, Tần Lãng tê liệt đồng dạng nằm tại chiếc ghế phía trên, thở ra một hơi. Bành Bành theo đầu tới một cái tiểu chiếc ghế gỗ ngồi ở bên cạnh, có chút co quắp. Tần Lãng quay đầu, tò mò hỏi, có chuyện gì? Bành Bành gãi gãi cái óc cười hắc hắc nói cái kia tần lãng ngươi có thể hay không dùng ca thần thanh âm lại khen ta một cái hắn cảm thấy đi chính mình muốn là nhắm mắt lại tần lãng nói chuyện hắn là không phân biệt được thật giả bị ca thần tán dương đoán chừng buổi tối ngủ đều phải cười tỉnh tần lãng lắc đầu lần sau đi bắt chước người khác thanh âm rất đau đớn dây thanh trước đó là bởi vì tiết một tổ trò chơi quy tắc sư tỷ của ta không tiện mở miệng quá có nhận ra tính mà ta đây lại là làm người nếu như không bắt chước trò chơi này thì không chơi nổi bành bành rất có việc gật đầu là dáng vẻ như vậy, bất quá trước kia những khách nhân kia, đại đa số chúng ta đều có thể đoán được, liền xem như không thể xác định, cũng sẽ có một cái phạm vi, tầng lãng ngươi thì không đồng dạng, quá lợi hại, đem hoàng lão sư cùng hà lão sư đều mang vào trong hầm. Lợi hại sao? Tự nhiên là lợi hại. Hệ thống đổi lấy mô phỏng năng lực, đủ để lấy giả làm thật, cùng chân nhân cơ hồ thì không có bao nhiêu khác biệt, bản thân đều khó có thể trong thời gian ngắn phân biệt đi ra, huống chi là bành bành. Tại bành bành cùng tầng lãng chuyển phím thời điểm, mùi mùi tử phong một mực ngồi tại vài mét có hơn, trong tay bưng lấy một cái sữa chua là đại sứ hình tượng thương sản phẩm mùi vị không tệ nàng hai cái tay nhỏ nắm bắt sữa chua hộp đều hơi có chút biến hình một hồi đầu nhìn qua mặt đất một hồi đầu hướng cửa vị trí nhìn qua mặc kệ là cái gì loại tư thái tại chuyển biến thời điểm đều sẽ hướng về tầng lãng phương hướng ném đi ánh mắt trong nội tâm nàng có chút khẩn trương không biết chuyện gì xảy ra có chút không dám tới gần tầng lãng cảm giác mùi mùi ta vừa mới đốn củi mệt mỏi quá cầm bình sữa chua cho ta có thể chứ bành bành hướng về tử phong phương hướng hỏi một tiếng tới Tử Phong lấy hết dũng khí, trong tay nắm chặt sữa chua, đi tới, chỉ là đến trước mặt thời điểm, lại là nhìn về phía Tần Lãng, yếu ớt nhẹ giọng, nhỏ như mũi kêu rùi, "Tần. Tần tiên sinh, ngươi muốn uống sữa chua sao?" "Cảm ơn." Tần Lãng mỉm cười nhận lấy Tử Phong trong tay sữa chua, bởi vì lơ đảng đụng vào, để Tử Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ một thoáng biến đến phấn phốc phốc, "Ngươi gọi ta Tần Lãng là được rồi, hô Tần tiên sinh, rất khách khí." Đối với Tần tiên sinh cái này như sấm bên tai ba chữ to, Tần Lãng làm xuyên việc đảng, trong lòng có kính sợ. Tử Phong cúi đầu, linh động trong mắt to, ẩn dấu không được mừng rỡ, ừm ân, Tần Lãng. Mười mấy cái tuổi, chính vào hoa nở rực rỡ nhất đoạn thời gian, Tử Phong dáng người không tính là nóng nảy, nhưng trên người của nàng có một cổ thanh xuân giàu giặc tinh thần phấn chấn, có chút trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại bởi vì phản ứng có chút chậm, lộ ra phá lệ đáng yêu. Cũng tỷ như nói hiện tại, nàng cúi đầu nếu lấy ngón tay đứng tại Tần Lãng trước mặt, không biết còn tưởng rằng là học sinh làm sai chuyện, bị lão sư tại răng dạy đây. Bành bành vẻ mặt đau khổ, muội muội, là ta muốn sửa chua a, à, ngươi làm sao cho Tần Lãng nha? tử phong gương mặt đỏ lên tiểu chạy ra ngoài ta lại đi cầm chờ trở về thời điểm bành bành trong tay cũng nhiều một bình sữa chua nhưng trong tay bưng lấy sữa chua hắn nhìn một chút bên cạnh tầng lãng không biết chuyện ra sao thì cảm giác mình sữa chua không hương vị ngọt ngào nữa nha lúc này bên cạnh đạo diễn bắt đầu dùng nhắc tuồng tấm ra hiệu chơi game tiết mục tổ là có nhà tài trợ sữa chua tiểu độ căn cứ nổ tung chờ đều là nhà tài trợ trong đó căn cứ nổ tung đầu nhập tiền nhiều nhất cho nên tiết mục tổ cố ý an bài trận này chơi game tuyên truyền bành bành hiểu ý lập tức nói mụi mụi lần trước ngươi không phải nói chính mình mới vừa lên kim cương sao ca ta hiện tại thế nhưng là tinh diệu thừa dịp hiện tại không có việc gì đánh một thanh trò chơi ca mang ngươi bay mụi mụi gật đầu vừa nhìn về phía tần lãng hỏi tần lãng ngươi có chơi căn cứ nổ tung sao gần nhất rất hỏa cái kia trò chơi có thể thêm cái hảo hữu cùng nhau chơi đùa sao tần lãng do dự dừng một chút cuối cùng vẫn là gật đầu có thể ba người lẫn nhau tăng thêm phần mềm chắc hảo hữu sau đó cùng một chỗ đăng nhập vào trò chơi giao diện đạo diễn đem phòng trực tiếp giao diện chuyển đẩy đến ba người game mobile trong hình đối đãi kim chủ liền phải như thế tận chức tận trách bằng không người nào lần sau còn nguyện ý dùng tiền ván đầu tiên trò chơi bắt đầu 13 phút trò chơi kết thúc bành bành bốn sáu năm tử phong một năm mười tần lãng mười tám không toàn đội ba người đầu tần lãng một người độc chiếm hơn phân nửa còn dâng lên một lần năm giết ván thứ hai toàn đội ba người đầu tần lãng một người độc chiếm 26 cái dâng lên hai lần năm giết ván thứ ba toàn đội 30 người đầu, tầng lãng một người độc chiếm 25 cái, dâng lên ba lần năm giết. Bành bành cùng tử phong đều ngây ngẩn cả người, đạo diễn cũng theo trợn tròn mắt. Mà phòng trực tiếp bên trong trực tiếp sôi trào, ngoà tàu, gia hỏa này tuyệt đối là bậc hắc, điều đó không có khả năng, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Liền những cái kia đánh nghề nghiệp dẫn chương trình, đều rất khó có loại này chiến tích xuất hiện, nhất là năm giết. Cái đồ chơi này không chỉ có cần nhờ thực lực, càng phải dựa vào vận khí. Một tiểu đội làm sao có thể mỗi lần đều đi tại một khối. Còn bị một người cho giết chết, tố cáo tố cáo tố cáo gia hỏa này quá ghê tởm quan minh chính đại tại tiếp một phía trên bậc hát chơi game muốn lạc căn cứ nổ tung quan phương không phong sát tầng lãng tài khoản trực tiếp vứt bỏ du đồ bỏ đi gia hỏa này cũng là một cái rác rưởi chưa thấy qua như thế chẳng biết xấu hổ thì hắn còn nghĩ ra nói nếu là hắn có thế xuất đạo ta ăn tức á tiếng mắng tại phòng trực tiếp trên màn hình tuần hoàng nhấp nhô thì liền một số hang tầng lãng nhan trị nữ sinh lúc này đều không tiện mở miệng nói chuyện các nàng cũng là chơi game đối với bậc hát loại người này đặc biệt chán ghét không nói thì chán ghét như vậy tần lãng đi nhưng ít ra lúc này giúp tần lãng phát ra tiếng là rất không sáng suốt cử động cây nấm phòng bên trong bành bành cũng ý thức được không thích hợp tần lãng trò chơi này ngươi đánh lợi hại như vậy là luyện qua sao hắn muốn đem trách nhiệm đều quy tội tần lãng trên thực lực ai biết tần lãng chẳng những không có cảm kích ngược lại ngữ xuất kinh nhân không có a chơi không coi là nhiều đi thực lực cũng liền như thế ta cảm giác là đối thủ quá yếu thậm chí ngươi mở toàn mạch mắng đối diện bọn họ cũng sẽ không cãi lại bậc hắc thực nện cho chương 185, không cẩn thận, nhiều nhấn mấy cái không? Xong đời. Trần Đạo vỗ tráng một cái, trực tiếp tại chỗ qua đời. Vốn là vô cùng cao hứng, thật vất vả đem bắt chức tứ đại thiên vương cái này một đợt chuyện nhiệt độ cho che xuống, nhưng bây giờ lại náo động lên cái này việc chơi game bật hắc sự tình. Sự cố từng cơn sóng liên tiếp tới. Làm trực tiếp thật là khó a. À. Biến số nhiều lắm. Hướng tới phòng trực tiếp bên trong, đã là tiếng mắng một mảnh, hết lần này tới lần khác còn một quan tầng lãng tài khoản trò chơi, trực tiếp bị dán vào căn cứ nổ tung, quan phương tài khoản đi lên tố cáo. Chỉ cần căn cứ nổ tung, quan phương tài khoản một thạch chú y, tầng lãng bên này thì xong đời, sẽ bị toàn bộ mạng lưới đen. Bên này sao động, đưa tới Hà lão sư cùng Hoàng tiểu trù, Liên Thi Nhã đều đã bị kinh động, ba người bị kéo đến camera phía sau, cổng người xem Trần Đạo đem chuyện đã xảy ra, đều nói một lần. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Hoàng tiểu trù cau mày. Bậc hắc vốn là không nhiều lắm sự tình, đều là tư nhân hành động, nhưng bây giờ là tiết mục phía trên, căn cứ nổ tung lại là quan phương nhà tài trợ. Nếu là bị căn cứ nổ tung bên kia bắt lấy chuyện này không thả, không xử lý tốt, bồi thường là ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn là một số lớn tiền bồi thường hợp đồng. Liên quan đến tuyên truyền máy gian lận, cái tội danh này thế nhưng là không nhỏ. Hà lão sư một mặt lo lắng nhìn lấy ở nơi đó uống vào sữa chua thi nhã, vậy nhưng là sư đệ của ngươi, hắn muốn xảy ra chuyện. Thi nhã cười một tiếng, không có việc gì, ta tin tưởng tiểu sư đệ. Lại nói, bậc hắc cũng liền bậc hắc, còn có thể toàn bộ mạng lưới đem nàng tiểu sư đệ cho phong sát rồi. Cũng không phải lăn lộn phạm vi, lôi kéo tần lãng tới, hoàn toàn là cái này lúc tiết mục đẩy không rơi, bồi tiếp nàng tiêu khiển thôi. Tiền bồi thường hợp đồng là chuyện nhỏ, muốn là toàn bộ mạng lưới đen, cái kia nàng ngay ở phía trước cản trở là. Tần lãng vì cứu nàng, liền mạng của mình đều suýt nữa mất đi. Chút chuyện này, nàng thi nhã lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Hà lão sư cũng không trông cậy vào thi nhã, nàng cái kia không màng danh lợi tính tình, dường như chuyện gì đều không để trong lòng. Trực tiếp hướng đi tần lãng, hà lão sư mở miệng nói tần lãng ngươi chơi game có phải hay không đều ưa thích chơi phá giải bản đó a à? căn cứ nổ tung không giống nhau hắn không có truyền ra ngoài phá giải bản phiên bản ngươi bây giờ sử dụng hẳn là bên ngoài chợ đen bên trong lưu thông máy gian lận loại thứ này không phù hợp quy định ngươi ở chỗ này là một cái trịnh trọng nói rõ đi cùng căn cứ nổ tung quang phương làm giải thích lại nói lời xin lỗi ta tin tưởng ngươi về sau công ty tuyệt sử dụng loại này máy gian lận hà lão sư không hổ là, là làng giải trí người hiền lành biết rõ chuyện này là có khả năng hướng trên người mình dội nước bẩn nhưng vẫn là đứng dậy không khác, Tần Lãng là Thi Nhã mang tới tiểu sư đệ. Mà Thi Nhã lại là hắn hữu tình mời tới, nếu là Tần Lãng tại hướng lên trên xảy ra sự cố, hắn cũng là có một bộ phận trách nhiệm. Chính yếu nhất, hắn không đành lòng nhìn lấy như thế một cái đẹp trai tiểu hỏa tử, còn không có nở rộ, liền bị đen điêu linh. Mấy gian lận. Bật hắc. Tần Lãng lắc đầu, trong đầu tựa như gương sáng, không có a, ta đều không có chơi như thế nào qua trò chơi này, chứ đừng nói là bật hắc. Hà lão sư có chút lo lắng, Hiện tại phòng trực tiếp bên trong rất nhiều dân mạng đều đã đem tài khoản của ngươi cho ác vào, căn cứ nổ tung trang web chính thức phía dưới, liền xem như hậu trường vận hành bậc hắc phần mềm, cũng sẽ rất nhanh bị xác minh. Tần Lãng ồ một tiếng, cái kia để bọn hắn quan phương đi xác minh tốt. Hà lão sư thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bên cạnh Tử Phong khẩn trương nắm bắt trắng bệt ngón tay, lo lắng nhẹ giọng, "Tần Lãng, quan viên bên thông tri ra đến rồi." Tử Phong lời còn chưa nói hết, đằng sau có đạo diễn tổ trống lên một cuốn họng. Cây nấm phòng bên trong mấy người đều tiến tới phía sau, đi xem cái kia thứ nhất, căn cứ nổ tung, quan phương thanh minh. Thanh minh như sau, cảm tạ các vị, căn cứ nổ tung, trung thực phan tố giác, ta ti đã đối tài khoản đã làm phản máy gian lận kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận như sau, tài khoản không bất cứ gì thường nào, bởi vì xứng đôi cơ chế vấn đề, khả năng tài khoản gặp phải người máy cùng yếu đối thủ tần suất quá cao, dẫn đến xuất hiện hư hư thực thực máy gian lận tình huống phát sinh, ta ti ở đây trịnh trọng bảo trì tài khoản người nắm giữ tầng lãng tiên sinh vinh dự, hy vọng tầng lãng tiên. Xin lấy sau tiếp tục sử dụng Tati Game Mobile, căn cứ nổ tung, chúc tần lãng tiên sinh sau này trò chơi càng thêm vui sướng trần đạo hà lão sư bành bành trên đầu có ba cái màu đen đại dấu chấm hỏi đừng nói là cây nấm phòng người ở bên trong thì liền toàn bộ phòng trực tiếp đều nổ tung ngoại tàu cái này đều mẹ nhà hắn không phải bật hắt giả đi làm sao có thể nơi nào có ba thanh trò chơi đều xuất hiện năm vết tình huống a thực lực bạo rạp cộng thêm vận khí nghịch thiên còn có vừa mới gia hỏa này nói mở toàn mạch mắn đối diện đều không người hồi phục cái này sao có thể chẳng lẽ toàn bộ đều là người máy sao? Bành bành cùng tử phong, một cái tinh diệu một cái kim cương, căn bản liền sẽ không xuất hiện người máy đối thủ. Căn cứ nổ tung lần này chuyện gì xảy ra? Vốn là cho là bọn họ quan phương sẽ nổi giận, sẽ phong sát tầng lãng tài khoản trò chơi, thậm chí khả năng đối tiếp một tổ tiến hành bắt đền, nhưng bây giờ chẳng những cái gì chế tài biện pháp đều không có, mà lại ban bố thanh minh bên trong, trong câu chữ, làm sao có loại liếm cậu ý tứ. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh mắt trợn tròn, tiếng nghị luận đều bay lên. Không thể không nói, lần này hắc sự kiện, một lần nữa đem phòng trực tiếp người ở bên trong khí cho đẩy lên một tầng cao điểm. Online nhân số, ép thẳng tới 300 vạn. Nhân khí tăng cao. Đây là hướng tới mới một quý phát sóng thứ một buổi sáng sớm. Trần đạo tâm lý lại là vui lại là ưu sầu. Hắn phát hiện tầng lãng người trẻ tuổi này là thật có một loại ma lực. Vừa tới không có một cái nào giờ, khá lắm, trực tiếp cho tiếp một tổ đưa tới hai phát đại tạc đạn, một khi nổ tung liền có thể toàn quân bị diệt cái chủng loại kia. Kết quả, hai cái bom đem người đều hấp dẫn đến xem náo nhiệt, kết quả không có nổ tung, hữu kinh vô hiểm bành bành buồn bực hắn nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong khung bình luận kỳ quá nhìn qua tầng lãng tầng lãng ngươi sẽ không phải là căn cứ nổ tung quan phương công tác nhân viên a vẫn là nói ngươi là bọn họ thử hắc phong bế người bằng không quan phương bên kia làm sao ban bố thanh minh bên trong trong câu chữ đều là tại bảo trì danh dự của ngươi đâu có chút không nghĩ ra theo đạo lý nói căn cứ nổ tung quan phương không nói phong sát tài khoản không nói truy cứu trách nhiệm chí ít cũng phải chuyển trách một phen nha kết quả đây không có cái gì ngược lại còn chút tần lãng sau này trò chơi vui sướng quá kỳ hoa tần lãng lắc đầu gương mặt đơn thuần tuấn lãng bề ngoài để hắn lúc này chân thành tha thiết ánh mắt lộ ra phá lệ thành kính ta cho tới bây giờ đều không có cùng trò chơi quan phương từng có tiếp xúc a à, thế nào lại là cái gì phong bế người bành bành hồ nghi vậy tại sao rõ ràng tài khoản của ngươi cũng là có vấn đề kết quả trò chơi quan phương bên kia như thế bảo trì ngươi thì sao ngươi đã có làm hay không cái gì chuyện đặc biệt nói thí dụ như nhận được quan phương cái gì thư mời thông báo điểm xác nhận cái gì Tần lãng tiếp tục lắc đầu, vẫn là không có, có thể là ta lần trước muốn mua da thịt thời điểm nạp tiền, cho nên ta đối cục thắng lợi xác suất tăng lên. Tử phong lúc này thời điểm nói chuyện, không biết a, à, ta cũng nạp tiền tốt mấy ngàn đâu, vẫn là có thắng có thua. Tần lãng cũng theo hồ nghi lên, vậy ta cũng không biết, ta cũng chỉ nạp tiền qua một lần, sau đó nhiều nhấn mấy cái không, đằng sau phát hiện bất kể thế nào đánh đều sẽ thắng, ta liền không có chơi nữa. Chương 186, nhiều tài nhiều ức hình tượng đến lập tốt. Nạp tiền thời điểm, nhiều nhấn mấy cái không? Tiếng người hay không? Nhiều nhấn mấy cái không, cái kia không cần phải nạp không đi vào sao? Trong số tài khoản số dư còn lại không đủ a. À. Là dạng gì tồn tại, có thể tại nhiều nhấn mấy cái không tình huống dưới, còn có thể nạp tiền thành công. Đến tục cùng là đạo đức không có, hoặc là nhân tính vặn vẹo. Kính thỉnh chư vị khán giả đến đóng lấy quan sát hướng tới sinh hoạt các mới một quý, khách quý tầng lãng mang ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận chân tướng sự tình. Phòng trực tiếp bên trong, chơi ác không bình luận, theo nhau mà tới lấy căn cứ nổ tung tính tình, giống như thật sự có loại khả năng này a, à, sợ trò chơi nhà giàu đường chạy, cố ý xứng đôi thái kê. Nhưng muốn nạp tiền bao nhiêu tiền mới có thể để căn cứ nổ tung, không tiếc phía dưới loại này trọng bản. Thậm chí làm liếm tẩu Quá đáng xấu hổ. Chó nhà giàu. Tiền tài có thể một nát nhân loại linh hồn. Loại này người, chúng ta khinh thường tới đồng bọn. Thì là thì là. Đại trưởng phu, làm được đang ngồi đến thẳng, đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể hướng về tiền tài cúi đầu. Điều đó không có khả năng cây nấm phòng bên trong tầng lãng nói chuyện, đạo diễn, phòng trực tiếp không phải liền là muốn người khí sao? Muốn khung bình luận sao? Dạng này được hay không? Từ giờ trở đi, đến cái này một kỳ trực tiếp kết thúc, lấy phòng trực tiếp bên trong người xem phát biểu số lần nhiều nhất vị trí thứ 100, ta đưa ra 100 bộ căn cứ nổ tung, toàn gia, liền xem như phần thưởng, có thể sao? Vừa lộ diện nha, người thiết lập vẫn là đến chế tạo tốt, dù sao có khí vận chi nữ, nàng hám làm giàu đúng không? Trong ngày đi sau phát triển, từ giờ trở đi, đánh xuống cơ sở vững chắc. Cái này. Trần Đạo do dự, có thể đương nhiên là có thể, nhưng hắn cũng là chơi qua trò chơi, muốn là toàn gia, chí ít cũng phải tốn hơn một vạn, một trăm vị, cái kia chính là hơn một trăm vạn a. À. Nhiều tiền như vậy, Tần Lãng có thể giao nổi sao? Tần Lãng cười cười, đem cửa số trò chơi hướng về camera phương hướng lung lay một chút. Phổ biến đường kính lớn truyền bá ở giữa quần chúng, vẫn là có người tài ba tồn tại, tại thời điểm này chặn bình phong, tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng vẫn là thấy được điểm vé số lượng. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ba ba, gia gia, Thảo. Điểm vé là chính chữ số. Nói cách khác tần lãng nạp tiền hơn 1.000 vạn, một cái trò chơi QR hơn 1.000 vạn long quốc tệ. Điên rồi đi. Cách không được, căn cứ nổ tung, quan phương, như thế bảo trì tần lãng danh dự, đây chính là một cái khách hàng lớn. Siêu cấp tôn quý viết cấp bậc tồn tại. Phòng trực tiếp bên trong, nhất thời vô số không bình luận soát bình phong. Ba ba. Ba ba. Thứ nhất mắt, ta liền quen biết đây là gia phụ. Gia phụ khẳng khái mở hầu bao, quả thật chúng ta hậu bối mẫu mực. Ba ba ngư bức, phá âm cây nấm phòng bên trong nhìn lấy khung bình luận phía trên thuần một sắc màn hình mấy người nhìn nhau cười khổ một tiếng lập tức tất cả giải tán thi nhã tiểu sư đệ quả thật không tầm thường quả thực tài vẫn bức người a bành bành đúng củi a củi lửa không đủ hoàng tiểu trù kịp thời nói sang chuyện khác nói một tiếng liền hướng về nhà bếp đi đến hà lão sư hiểu ý hô hào thi nhã đi bên ngoài viện tiểu một trong rạp đầu tán gẫu muội muội cùng tần lãng cũng đều được ăn bài hái rau cần đều tương đối thanh nhàn thì bành bành một cái khổ bức ở nơi đó đổ mồ hôi như mưa. Qua một hồi lâu, muội muội bưng một ly trà, đi tới bành bành trước mặt, khéo hiểu lòng người nói, ca ca, uống trà. Bành bành dừng tay lại bên trong búa, tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, hắc hắc, muội muội pha trà uống ngon thật, cảm ơn muội muội. Tử Phong thẳng lắc đầu, không có chuyện gì đâu, Tần Lãng hắn không uống trà xanh. Nói xong, còn một mặt ngượng ngùng quay đầu nhìn thoáng qua, từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó chơi lấy rau cần lá con Tần Lãng. Oa oa oa. Mẹ quá con côi mẹ quá con côi bành bành cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay búa tâm lý đáng chắc hôm nay búa phá lệ phỏng tay đây hoàng tiểu trù từ trong phòng bếp đi ra nhìn thoáng qua trên đất củi lửa bành bành làm rất tốt không ngừng cố gắng còn lại ngày mai lại bổ đi hiện tại màn kịch quan trọng tới tiểu một trong rạp hà lão sư thấy thế cũng theo bóc lấy eo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến cây nấm phòng thường trú bốn người bao quát tiểu hát đều mắt mắt cái đuôi hợp thành một cái ép giá liên minh đối mặt lấy trần đạo cầm đầu đạo diễn tổ đứng ở phía sau thi nhã bởi vì bị che chắn nguyên nhân duỗi ra thon dài nhu di tại tầng lãng trên bàn tay nhẹ nhàng gãy một chút quay đầu qua cặp mắt đào hoa bên trong tạo nên gợn sóng hôm nay lần đầu lộ ra vũ mị biểu lộ tầng lãng hít sâu một hơi không dám nhìn nhiều liền vội vàng đem ánh mắt dời về phía ép giá liên minh hoàng tiểu trụ đi thẳng vào vấn đề lão trần thịt bán thế nào trần đạo cười ha hả dùng cùng đồng giá trị cây lúa hoa ngư đến mua cây nấm phòng cách đó không xa thì có một chỗ ruộng nước bên trong có nông hộ nuôi dưỡng cây lúa hoa ngư hai đầu cây lúa hoa ngư có thể đổi lấy một cân thịt heo 30 đầu cây lúa hoa ngư có thể đổi lấy một cân thịt dê. Hoàng tiểu trụ quay đầu nhìn thoáng qua Hà lão sư, Hà lão sư nhìn thoáng qua Bành Bành, Bành Bành quả quyết bỏ đi một cái dép lê đưa tới Hoàng tiểu trụ trong tay. Hoàng tiểu trụ tay cầm dép lê, hướng về Trần Đạo Phương hướng khoa tay khoa tay, một cân thịt theo năm đầu cây lúa hoa ngư. Bán hay không? Trần Đạo lắc đầu, không có khả năng. Ba. Dép lê theo Hoàng tiểu trụ trong tay bay ra ngoài, đập vào Trần Đạo trước mặt tảng đá xanh phía trên. Không bình luận lần nữa bay lên. Xuất hiện, Hoàng lão sư ngoài xoáy phát bóng hướng về phương hướng ngược xoay tròn, Trần Đạo cái này sống tất tiếp không đến. Ai, thật hy vọng Hoàng lão sư có thế cường ngạnh một thanh, cởi một cái giày nện ở đạo diễn trên óc a, mỗi lần đều nện không trúng, ép giá quá gian nan, đạo diễn cáo già, gõ gõ tìm kiếm, khổ muội muội. Trần Đạo nâng lên một cái chân tránh thoát, đem bành bành dép lê cho nhận được đạo diễn tổ phía sau. Đáng thương bành bành kim kê độc lập cây đắng, đạo diễn, đem giày trả lại cho ta a. Trần Đạo không để ý tới, nhìn về phía Hoàng tiểu trù, Hoàng lão sư, lần này giá cả thật đã rất lợi ích thực tế, không thể lại ít hoàng tiểu trù có chút cười khổ nhìn về phía hà lão sư hà lão sư đến lượt ngươi ra tay hà lão sư trên mặt nụ cười ấm áp lão trần chúng ta đều đã là người quen cũ hôm nay lại là thi nhã tới làm khách ngươi cho chút mặt mũi nha ngươi không phải có bộ thử kỳ đương muốn lên chiếu điện ảnh gọi người đông tấp nập sao ta bao một trận ngươi cho chúng ta nửa giá có thể không trần đạo y nguyên lắc đầu hà lão sư ta không phải loại người như vậy coi như ngươi ở chỗ này giúp ta đánh quảng cáo nên làm cái gì vẫn là đến làm sao bây giờ dù sao ta cái giá tiền này thật đã rất lợi ích thực tế tăng thêm khách nhân hết thảy có 6 người đây. Cùng đi bắt cá, một người năm đầu liền có thể đổi một cân thịt dê, mà lại chúng ta còn có công cụ, một người nói thế nào cũng có thể bắt được tầm 10 đầu. Cuối đầu chơi điện thoại di động tầng lãng, lúc này cũng ngẩng đầu mở miệng, đạo diễn, như vậy đi, ta cũng đặt bao hết tốt. Ngươi! Trần đạo lời còn chưa nói hết, phía sau đạo diễn tổ thì nhận được điện thoại, đánh gãy ép giá đàm phán. Rất nhanh đạo diễn tổ bên trong trợ thủ tại sau khi cúp điện thoại, đối với Trần Đạo lớn tiếng, Trần Đạo, ngài điện ảnh tại vừa mới trong vòng một phút, Yến kinh lần đầu tất cả rạp chiếu phim phiếu đều bị cướp sạch, dự vé phòng đột phá 3.000 vạn. Sạch tăng trưởng hơn 2.000 vạn. TT. Cây nấm phòng bên trong mấy người, đạo diễn tổ toàn thể nhân viên, toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía tầng lãng phương hướng. Nói đặt bao hết thì đặt bao hết. Mà lại, bao vẫn là toàn bộ yến kinh tất cả rạp chiếu phim, một ngày lượng. Trần đạo trợn tròn mắt, lời nói kẹt tại cổ họng, im bặt mà dừng, hắn quay đầu liền đi, chỉ để lại một câu, giá tiền sẽ không thay đổi động. Phòng trực tiếp, trực tiếp nổ tung gia phụ luôn luôn bình ức người thân thiết. Gia phụ khẳng khái, rõ như ban ngày. Trần đạo cái này sống tất cương, nếu không gia phụ dâm uy, đem tàn phá bừa bãi toàn bộ cây nấm phòng. Trần đạo là cây nấm phòng sau cùng một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như Trần đạo đều bái phục, cái kia gia phụ thật là quá lợi hại. Thì bội phục Trần đạo loại này không bị tiền tài chỗ ăn mòn người, ta thế tất yếu hướng Trần đạo học tập, gia phụ. Ngài trông thấy ta chí ở cao xa sao? Chương 187, bắt cá yên. Lão Trần lần này là quyết tâm, bành bành, tần lãng, muội muội, chúng ta vẫn là đi bắt cá đi thay quần áo đi hà lão sư bất đắc dĩ cười mấy người đi một chuyến phòng chứa đồ đổi lại một bộ tiêu chuẩn bằng da ống trang cùng ngực quần dài ta cũng muốn đi thi nhã nhìn lấy thay đổi một thân ngư dân hóa trang tần lãng có chút ý động tại trong đại thành thị sinh hoạt quen thuộc chợt mà đi tới cái này yên tĩnh trí viễn tiểu nông thôn có thể thể hội một chút cái này thông thường sinh hoạt đối với thi nhã mà nói có không giống nhau sức hấp dẫn nhất là còn có thể bắt cá đây chính là nàng cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua Hà lão sư giật nảy mình, thi nhã, ngươi cũng đừng náo, chúng ta đi bắt cá là được rồi, ngươi vẫn là đừng xuống nước. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua thi nhã cặp kia cặp đùi đẹp, tâm lý có chút phát rung. Này đôi chân, không biết mê đảo bao nhiêu phan, nếu để cho thi nhã phía dưới ruộng lúa đi bắt cá, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng toàn bộ hướng tới tiếp một tổ, trực tiếp sẽ bị thi nhã phan cho mắng hệ thống sụp đổ. Huống chi, thi nhã này đôi chân, tại bảo hiểm công ty hạ trọng bảo vệ, tiếp một tổ cũng không dám đảm đương. Khổ hoạt việc cực, để bọn hắn đi cứ duy trì như vậy là được, thi nhã chỉ cần tại ruộng lúa nhìn lên, phụ trách xinh đẹp như hoa chính là. Thi nhã nhìn thoáng qua thay đổi quần dài muội muội, thế nhưng là, tử phong cũng là nữ hài tử nha. Hà lão sư nhìn về phía tử phong, muốn không muội muội cũng không nên đi, để chúng ta ba cái nam tử hán đi bắt cá là được rồi. Vì bảo hộ thi nhã cặp kia chân hoàng mỹ, hà lão sư không thể không hy sinh muội muội ra kính một cơ hội. Muội muội nhanh chóng lắc đầu, thận trọng liếc qua bên cạnh tầng lãng liếc một chút, hà lão sư, ta cũng có thể giúp đỡ đây. Thi nhã nâng lên quay hàm, có chút không phục, hừ một tiếng, hừ, cũng là ghét bỏ ta vướng víu thôi, ta ở bên cạnh nhìn lấy chính là. Tràng Lan dưới ánh mặt trời, thi nhã phòng má, đẹp mắt khóe môi đều lên, tức giận, cái kia dung mạo tuyệt mỹ phối hợp như thế dí dỏm cử động, thật sự là đáng yêu cùng cực. Không bình luận bay thẳng lên. Ta lão bà tức giận bộ dạng thật đáng yêu. Nhã nhã, chúng ta đã là thành, người trẻ tuổi, phải hiểu Hà lão sư, ngươi cặp kia chân là nhân vật cấp bậc nào, chẳng lẽ tâm lý còn có thể không có điểm 13 đến sao? Mình cũng đừng hoảng sợ tiết mục tổ, nếu là thật ra có chút chuyện nhỏ, tiếp mục tổ đều phải tạm dừng thu. Rốt cục, hao tốn đại lượng nguồn nước, Hà lão sư cuối cùng là đem thi nhã muốn hạ điền tâm tư cho mài tiêu diệt. Ba năm hai nữ, mang theo túi lưới, trang cá chậu lớn chờ công cụ, trùng trùng điệp điệp hướng về lúa nước ruộng phương hướng xuất phát. Tây sông bản nạp bên này không thuộc về đồng bằng, lúa nước điền đô là tầng thứ chập trùng, rất có một phen ruộng bậc thang xu thế, cũng là không có như vậy quy tắc cùng cân xứng. Cây nấm phòng một đoàn người muốn bắt cá ruộng lúa, tại một cái dốc nhỏ phía trên, chiếm diện tích dài rộng ước tại 80m ngồi 50m dáng vẻ, diện tích không nhỏ, nước rất nhạt, đạp đi xuống, mới vừa vặn đến bắp chân đầu gối, bất quá bởi vì có nước bùng, vẫn còn là hướng xuống vùi lấp mười mấy cm. Đương nhiên, đây là lấy tầng lãng góc độ. Hắn thân cao 180 ra mặt, nhất là một cặp chân dài, phá lệ xuất chúng, làm gì chắc đó bắt đầu tại lúa nước trong ruộng hướng phía trước tiến. Muội muội một chân đạp đi xuống, nước đều nhanh muốn tràn đến chỗ đùi, khó khăn tại lúa nước trong ruộng dịch chuyển về phía trước dời, rất tốn sức trong tay túi lưới cũng bất lực lấy, liền theo ở phía sau kéo lấy. A. À. Đột nhiên, muội muội cảm giác được dưới lòng bàn chân có đồ vật gì nhanh chóng bơi qua, giật nảy mình, toàn thân đều phát trung lên, một cái không có đứng vững, hướng về trước mặt cây lúa trong ruộng cắm ngã tới. Xong đời. Muốn bêu xấu. Muội muội tâm lý ngượng ngùng nghĩ đến, bưng kính hai má của mình, thế nhưng là một lát sau, ngã quỵ xu thế đình chỉ, hai cái có lực cánh tay, kẹp lấy phần eo của nàng, giống như là rút củ cải một dạng, cứ thế mà mà đưa nàng theo nước bùng bên trong cho rút ra ở giữa không trung tử phong mở mắt nhìn lấy so với chính mình thấp một đầu tầng lãng bạn gái thị giác dưới chỉ cảm thấy tầng lãng trên mặt mặt mày miệng mũi đều giống như tinh điêu ngọc rác đồng dạng mỗi một tấc da thịt đều đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang tuấn lãng dường như không giống như là có thể tồn tại ở trên cái thế giới này đồng dạng ông 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 muội muội gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến đỏ lấy theo trên gương mặt lan tràn đến trong suốt vành tai xuống chút nữa đã đến trắng nõn cái cổ vị trí nhiễm lên một tầng ửng đỏ Tử Phong cảm thấy huyết dịch cả người đều nhanh muốn đình chỉ chảy động, hô hấp cũng biến thành dùng dập, trong đầu chóng mặt, cúi đầu không dám nhìn phía dưới tầng lãng. Tại loại này mơ hồ trạng thái, bị tầng lãng bóp lấy eo, lại bị đặt ở một vị trí khác. Nơi đó nước giống như muốn một chút sâu một chút, Tử Phong ngươi đi bên này đi, so sánh cạn, ngươi thì đợi ở bên cạnh ta, muốn là có chuyện gì, ta cũng có thể lo lắng. Tầng Lãng một cái tay nắm lấy ở phía sau túi lưới, đưa tới Tử Phong trong tay, một cái tay rất có việc vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Tử Phong cả người đều không được bình thường, cũng là choáng, theo tầng lãng tiến vào cây nấm phòng về sau thì không dừng lại tới qua, hiện tại càng là như vậy. Bất quá, khi nhìn đến tầng lãng cặp kia tràn đầy ánh mắt quan tâm về sau, loại tâm tình này từ từ bình tĩnh lại. Hai má phi lên một vệt ửng đỏ càng sâu, có chút nóng lên, cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, "Tầng lãng, cảm ơn ngươi." Một nam một nữ, một cao một thấp, đứng đối mặt nhau, thanh xuân tinh thần phấn chấn, rơi tại trên người của hai người, giống như là nhiễm lên một tầng hôi chua yêu đương mùi vị. Hà lão sư cùng bành bành khoảng cách xa xa, nhìn thấy một màn này, cười ra tiếng lần nữa nói một câu xúc động, muội muội trưởng thành đây. Thi nhã ngồi sổng ở ruộng lúa bên cạnh, hai tay nâng cái má, quay hàm lại có chút trống đi lên. Nàng quạt chân của mình một bàn tay, cân xứng tinh tế tỉ mỉ chân tại rất nhỏ lắc lư, tâm lý âm thầm sinh khí, đều do công ty đám kia lo chuyện bao đồng gia hỏa, không có việc gì cho trên đùi của nàng cái gì bảo hiểm a. À. Huyên náo hiện tại, nàng liền hạ nước cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng lãng cùng tử phong ở nơi đó va chạm ra yêu đương hôi chua vị. Khung bình luận phía trên, các nam sinh nhìn lấy đáng yêu muội muội một mặt thẹn thùng tư thái, toàn bộ đều chua. Buông ra mùi mùi, để cho ta tới. Nàng vẫn chỉ là đứa bé A. Dừng tay, mau dừng tay A. Hướng tới không phải cái dạng này, nơi này là đại hình sinh hoạt loại tống nghệ tiết mục, không phải xem mắt yêu đương tiết mục A. Vang cầu tiết mục tổ, nhanh ngăn lại loại hiện tượng này đi, ta sắp bị hầu chết rồi. Cũng có bị tần lãng chinh phục nữ phan, nguyên một đám chua muốn chết. Tử phong. Đáp ứng ta, cái này là lần đầu tiên, không có lần thứ hai, lão công hắn chỉ thích ta một người người ta cũng muốn bị lão công ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Trên lầu đừng có nằm mộng, đó là của ta lão công, chúng ta hài tử đều 3 tuổi. Chương 188, nhân gian chân thực lão trần. khoa Cái này ruộng lúa nước bên trong cá tốt nhiều nha. Đều nhảy ra ngoài. Là ai, có chút quá dày đặc, căn bản cũng không giống như là nông dân bá bá chính mình nuôi dưỡng. Nghiêm trọng hoài nghi là tiết một tổ hướng cây lúa trong ruộng thả cá. Mặc dù là làm bộ, nhưng nhìn giống như gãy rất thoải mái ai. Phòng trực tiếp trong tấm hình, ruộng lúa nước bên trong cây lúa hoa ngư bốn phía du thoáng lấy đặc biệt hoạt bát bành bành cầm lấy túi lưới lập tức thì mò được một đầu đại con cây lúa hoa ngư khoe khoang dơ lên hà lão sư tần lãng muội muội các ngươi mau nhìn cá thật là lớn a à, chúng ta tới trận đấu bắt cá đi hà lão sư đồng ý gật đầu cổ vũ nói tốt tranh thủ để hoàng lão sư có đại triển trù nghệ cơ hội theo lão trần chỗ đó nhiều đổi điểm nguyên liệu nấu ăn tử phong len lén liếc qua ở bên cạnh tần lãng nhiệt tình mười phần hai cái tay nhỏ siết thật chặt túi lưới gậy gỗ bắt đầu trên diện rộng tại trong ruộng quét sạch lên tần lãng thì so sánh phật hệ gặp tử phong thích ứng ruộng lúa nước bên trong chiều sâu dần dần bắt đầu bên bờ vị trí đi tới bắt đầu ở bên cạnh vượt qua mò cá thời gian mà lúc này đây một cái tiết mục tổ thành viên thận trọng đi đến tần lãng sau lưng yếu ớt mở miệng nhắc nhở tần tiên sinh cái này ruộng lúa nước bên trong là có con cua cùng con tôm nhỏ ngay tại bên bờ nước bùng bên trong ngươi sờ sờ tần lãng quay đầu cái kia nhắc nhở công tác nhân viên đã quay người trốn chạy trong lòng của hắn nổi lên nói thầm chẳng lẽ là tiết mục tổ cái gì đặc thù an bài hắn bắt đầu ở phụ cận nước bùng bên trong dùng túi lưới quét sạch lên. Bỗng nhiên, đụng phải một cái cứng rắn vật thể, đặc biệt trọng, tự hồ liền túi lưới cũng chỉ có thể giữ được gần một nửa. Chạm vào nước bùng bên trong, đem cái kia nhất đại chỉ đem lấy vỏ bọc vật cứng cho mang lấy ra, dù là tầng lãng, cũng sửng sốt một chút, sau cùng vẫn bình tĩnh bỏ vào trang cá đỏ trong chậu. Tiếp tục đi về phía trước mấy bước, lại gặp một cái mang sát, tốt lớn một cái, lần nữa bị ném vào trong chậu. Hơn nửa giờ đi qua, Hà lão sư ba người tại cây lúa trong ruộng bận rộn một thân vũng bùng, phía sau lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Kết thúc công việc á. À. Chạy tới hoàng tiểu trù hô một tiếng, tại bên bờ vỗ tay. Đến a. À. Hôm nay thu hoạch tràn đầy đâu. Hoàng lão sư, ngươi tối nay lại có thể đại triển trù nghệ. Hà lão sư kéo lấy chính mình bồn, bắt đầu hướng bên bờ đi, cây lúa hoa ngư đều tại trong chậu nhảy nhót lấy, phát ra phốc 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 bọc nước âm thanh tóe lên âm thanh. Bành bành theo sát phía sau, Dương Dương đắc ý, hắn nhưng là bắt có hơn 30 con cá đâu đều có thể đổi một cân thịt dê. Quá có cảm giác thành công. Mùi muội thì là có chút thất lạc dắt lấy chỉ có 13 đầu cây lúa hoa ngư bồn, có chút nhục chí. Khẳng định không làm được bắt cá giải đấu lớn hạng một. Chờ đến kiểm kê chiến lợi phẩm thời gian, bên bờ, Trần Đạo ngay tại đếm lấy Hà lão sư trong chậu cây lúa hoa ngư, tổng cộng là 26 đầu, có thể đổi lấy một cân thịt heo. Bành bành là 32 đầu, có thể đổi lấy một cân thịt dê. Tiếng phong muội muội là 13 đầu. Khi Nhã đứng tại bên cạnh, nhìn về phía còn tại một chỗ khác bên bờ tầng lãng, thúc giục nói, tiểu sư đệ trở về a à, chúng ta đã bắt không ít cá đâu tối nay hoàng lão sư có thế đại triển trù nghệ tần lãng tại trong ruộng ồ một tiếng ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhìn về phía hà lão sư phương hướng cười hỏi ta muốn hỏi một chút bên này nông dân bá bá sẽ còn nuôi dưỡng con cua cùng con tôm nhỏ sao làm sao cái này cây lúa trong ruộng không chỉ có, có cá còn có hải sản đâu nghe vậy hà lão sư vui vẻ gãi nhiều không nếu như nhiều lại có thể kiếm ra đến một đạo xào lăng tiểu hải tươi hoàng lão sư làm xào lăng tiểu hải tươi nhất tuyệt đâu bí mật hắn cũng là ăn rồi hoàng tiểu trù làm đồ ăn nhất là cái kia một đạo xào lăng tiểu hải tươi tiểu con cua cùng con tôm nhỏ lại lẫn vào bả rượu cùng một chỗ xào đi ra đặc biệt ăn với cơm tần lãng tại chính mình trong chậu nhìn thoáng qua lắc đầu không nhiều thì một con cua ba cái tôm tép hà lão sư thở dài ít như vậy a à. cái kia trở về nuôi đi hắn cũng không nói thêm gì dù sao tần lãng là khách nhân chưa bắt được bao nhiêu cá thì chưa bắt được thôi dù sao đã đầy đủ đổi lấy một cân thịt heo cùng một cân thịt dê tần lãng kéo lấy bồn hướng trở về cách xa còn tốt nhìn không thấy trong chậu hình chiếu có thể khoảng cách tới gần về sau mấy người đều phát hiện không hợp lý một con cua ba cái con tôm nhỏ vì cái gì trong chậu sẽ có như vậy một đống lớn đen xì hình chiếu chờ bồn bị đẩy lên bên bờ về sau hà lão sư mấy người cùng camera toàn bộ đều nhắm ngay tới tần lãng cái này đây là ngươi nói tiểu con cua cùng tôm tép hà lão sư nhìn lấy trong chậu một cái đế vương cua cùng ba cái ba cân hai bên tôm út cả người đều choáng váng không phải đã nói tiểu con cua cùng tôm tép sao vì sao lại nhảy nhót đi ra đế vương cua cùng tôn úc mà lại cái kia đế vương cua chỉ là một cái cũng nhanh muốn đem chậu nước dưới đáy cho dính đầy cái kia mấy cái cái móng vuốt quá dài đoán chừng là nặng 10 cân còn có ba cái đại tôm úc quả thực hoàng tiểu trù càng là ngây ngẩn cả người hắn quay đầu nhìn về phía tiếp một tổ trần đạo phương hướng lão trần ngươi nói với ta cái này đế vương cua cùng tôn úc là tại cây lúa trong ruộng nuôi dưỡng không phải đã nói giá tiền sẽ không thay đổi sao không phải đã nói muốn thủ vững phòng tuyến cuối cùng sao trần đạo trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, hắn nắm tay đặt ở bên miệng ho khang một tiếng, kia cái gì, cái gì đế vương cua? Cái gì tôm út? Không phải liền là tiểu con cua phát dục đại một chút, con tôm nhỏ lên cân sao? Người ta tần tiên sinh vận khí tốt, bắt đến mấy cái biến, hình dáng phát dục con cua cùng tôm hùng, các ngươi còn chỉ trích ta. Chứng cứ vô cùng xác thực, chết không nhận. Phòng trực tiếp bên trong người xem, nhìn lấy hoàng tiểu trù cùng hà lão sư cái kia kinh dị bộ dáng, cùng trần đạo chết không biết xấu hổ, tổng thể không nhận nợ biểu hiện, trực tiếp cười điên rồi. ngoại tào quá chân thực nhân gian chân thực trần đạo ta không có thay đổi giá tiền ta không có khuất phục tại kim tiền dâm uy chỉ là gia phụ vận khí tốt cho nên tại ruộng lúa nước bên trong bắt được một cái đế vương cua cùng ba cái australia bên kia sinh ra đại tôn hùng ta cảm thấy thật có thể là gia phụ vận khí có thể là vòi rồng đem cái này đế vương cua cùng ba cái tôn út theo australia bên kia cho cuốn tới tây sông bản nạp đến đâu phốc ha 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 ta kéo không nổi nữa hoàng lão sư cùng hà lão sư biểu lộ tốt mộng bức nha quá đáng thương vốn là coi là trần đạo là người một nhà kết quả ai biết Trần Đạo đã mang theo tiết mục tổ làm phản á. Lần này cực nhã thao tác, để phòng trực tiếp online người xem nhân số tiếp tục tăng vọt, một lần đột phá đến 500 vạn. Trần Đạo sau khi lấy được tin tức này, cũng không biết là nên cao hứng tốt, hay là nên cười khổ. Một phương diện, hôm nay phần mục tiêu cũng là để người xem online nhân số đột phá 500 vạn, hiện tại đã đạt đến. Cần biết, đây vẫn chỉ là giữa trưa, chờ đến buổi tối, mới là người lưu lượng cao điểm. Bởi vì tầng lãng đến, tiết mục tổ nhiều hơn rất nhiều biến số, đồng thời, cũng mang đến to lớn lưu lượng đây là không thể xóa nhòa công lao. Nhưng cùng lúc, hắn vô cùng lo lắng tần lãng tình cảnh, bởi vì biến số thủy chung là không thể khống. Chương 189, Thi Nhã Kinh Ngạc Chỉnh lý tốt công cụ, cây nấm vòng một đoàn người, thắng lợi trở về dẹp đường hồi phủ. Thịt có, rau xanh cũng có, hơn nữa còn thêm một cái đế vương cua, ba cái tôm út dạng này trân quý hải vị. Lần này, có thể được xưng là hướng tới sinh hoạt, tiền ăn sang quý nhất một lần. Trong phòng bếp, Hoàng Tiểu Trù chỉ huy lên, bành bành, mang củi lửa chuyển vào đến, muội muội giúp đỡ đem lòng hấp thanh tẩy một chút, càng là đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, bản thân vị đạo thì cực kỳ ngon, không cần dùng bất kỳ gia công, hấp là thích hợp. Vô luận là đế vương cua, cũng hoặc là tôm út, hấp là có thể nhất đem nguyên bản ngon cho lấy ra biện pháp tốt nhất. Bất quá, đã nguyên liệu nấu ăn nhiều, vậy dĩ nhiên cũng muốn chuẩn bị không giống nhau nấu nướng phong cách. Thi Nhã ở một bên lo lắng suông, ta đây ta đây. Ta có thể giúp gì không? Trước kia nhìn tiếp một thời điểm, tới khách quý đều là phải làm việc, vừa mới các ngươi bắt cá thời điểm, ta liền không có giúp một tay, hiện tại tổng muốn an bài cho ta một ít chuyện làm một chút a. À. thật là khó nha. thi nhã cảm giác mình thì cùng một cái bình hoa giống như, tuy nói là lần đầu tiên phía trên tống nghệ tiết mục, nhưng cái gì việc đều mặc kệ, nàng đều cảm thấy mình là đến người biến. hà lão sư cười, đương nhiên phải làm việc a, à, đến hướng tới làm sao có thể không kiếm sống đâu. hắn mang theo tầng lãng họa theo nhã, đi ra nhà bếp, đi tới trong sân một cái giếng nước bên cạnh, lại đem trang lấy đế vương cua cùng tôm út bồn kéo đi qua, một người phát một cái bàn trải lông lão trần tên kia cũng không biết từ nơi nào làm tới như thế mấy cái đại hải tươi liền hướng trong đất bùng nhét sợ bị chúng ta đoạt trước làm cho tạm chết rồi vừa vặn chúng ta ba cái giúp đỡ thanh tẩy một chút thi nhã có chút nhảy cẩn theo trong chậu nước đẩy ra ngoài một cái tôm út màu đỏ thẩm sắc ngoài phía trên còn bao trùm lấy rất nhiều bùn đất tôm út là còn sống rất tinh thần vừa mới bị xách đi ra lập tức tôm đuôi lung tung nhảy nhót lên theo thi nhã trong tay tránh thoát vài miếng vũng bùn văng đến thi nhã trên mặt thi nhã đưa tay đi mò khuôn mặt kết quả không cẩn thận càng lau trên mặt vũng bùng càng hoa, chỉ chốc lát sau thì biến thành một cái tiểu mèo hoa. Cái kia kiều tiếu bộ dáng, lại phối hợp khi nhã vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng khả ái. Bận rộn thời gian, luôn luôn qua được nhanh như vậy. Mặt trời xuống núi, cây nấm phòng trong sân, bị nhiễm lên một tầng mông lung nguyệt sắc. Cây nấm phòng bên ngoài, ve phát ra liếu riếu gọi tiếng, tại yên tĩnh nông thôn, càng lộ ra mấy phần thanh tịnh. Tại cây nấm phòng mấy người, chung sức hợp tác dưới, một bữa ăn tối thịnh soạn, rốt cục hoàn thành. Lục tục, bị đem đến trong sân. Hấp đế vương cua, một cái liền chiếm cứ bàn gỗ trung ương vị trí. Tôm út tôm đuôi thịt, bị cắt thành mảnh, phối thêm một viên đỏ tươi đầu tôm, bị điểm suýt phá lệ xinh đẹp, xem ra thì có muốn ăn. Còn có hàng tiêu bò xào, ớt nhọn rau xào thịt, cùng bốn năm đĩa thức ăn chay. Phong phú vô cùng. Hà lão sư kẹp một khối xào thịt, đem nhảy nhóc tới tiểu hát cho hống đi về sau, lúc này mới bưng chén lên, đứng người lên chủ động nói, cảm tạ hoàng lão sư vất vả xuống bếp, cho chúng ta chuẩn bị thịnh soạn như vậy một trận bữa tối, mọi người cùng nhau kính một chén. Kính hoàng lão sư một chén. Bành bành, tử phong thi nhã tần lãng đều đứng lên khách khách khí khí mời một ly hoàng tiểu trù không thèm để ý phất phất tay đều là người một nhà khách khí như vậy làm gì nhanh ngồi xuống nếm thử vị đạo thi nhã kẹp một cái tôm út công đuôi thịt đặt ở bày đặt tại bên trên tương tài liệu bên trong dính một hồi bỏ vào trong miệng một cổ ngon mùi thơm hỗn tạp tương tài liệu thuần hậu nhất thời tại trong miệng bột phát ra ăn thật ngon a à. hoàng lão sư trù nghệ quá tốt rồi a à. tần lãng theo ở phía sau cũng nếm thử một miếng không khỏi nhíu nhíu mày vị đạo coi như không tệ đều so ra mà vượt nhà hàng đầu bếp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tại tiết mục phía trên Hà lão sư mấy người biểu hiện mỹ vị như vậy là muốn làm tiết mục hiệu quả đâu, náo loạn nửa ngày, Miên lai Hoàng lão sư trù nghệ, thật có thể sánh ngang đầu bếp. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Hoàng lão sư hài lòng lộ ra nụ cười, bận rộn hơn nửa ngày, mỗi ngày bữa tối đều là hắn kiểm nghiệm thành quả lao động thời khắc. Hiện tại tâm, cuối cùng là định xuống dưới, vừa thích ý uống một ngụm đồ uống. Hà lão sư nhìn lấy tại ăn như gió cuốn thi nhã, cười nói, thi nhã, ngươi ăn như thế vui mừng, không cần bảo trì dáng người sao? Thi nhã lại đi trong miệng kẹp một miệng đồ ăn, đắc ý thưởng thức, xem thường, ta còn hy vọng có thể béo lên một chút đây. Nàng bây giờ, cùng một ít nữ nhân so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hạch tâm sức cạnh tranh, còn chưa đủ mạnh mẽ. Hà lão sư cười khổ, ngươi nha, thật là một câu đắc tội hơn phân nửa làng giải trí nữ ngôi sao, người ta từng cái đều nghĩ đến bảo trì dáng người, thì ngươi một cái muốn béo lên, có thể hết lần này tới lần khác, thì thân hình của ngươi tốt nhất, quá kinh người. Thi nhã hừ hừ một tiếng, mập thì giảm béo thôi, gặp phải đồ ăn ngon không ăn cái kia còn có ý gì a à? một câu trực tiếp đem thi nhã ăn hàng thiên tính cho bạo lộ chân thực dám nói có tài liệu đây cũng là vì cái gì thi nhã nhân khí giá trị sẽ tới hiện nay bốc lửa như vậy nguyên nhân cơm nước no nê bành bành đã tại bên cạnh bắt đầu mò lên tròn vo cái bụng ăn có chút chống bành bành ngươi không nói tốt chỉ ăn một chén sao hà lão sư nhìn lấy nằm ở nơi đó bành bành ngươi lại lên cân bành bành cầm lấy một cái loại cực lớn bát to đúng vậy a à? ta chỉ ăn một chén a mà lại tần lãng ăn so ta còn nhiều đây. nói, hắn kể gây tai họa chỉ hướng tần lãng phương hướng. tần lãng tại phủi đi lấy cơm, đã là chén thứ ba, hắn ngẩng đầu, chê cười nói, không có ý tứ a, gần nhất lượng cơm ăn có chút lớn. bởi vì thương thế khỏi hẳn duyên cớ, tự thân mỗi ngày cần duy trì nhiệt lượng cũng tăng nhiều, một cách tự nhiên lượng cơm ăn thì đi theo lên. bành bành kiêu ngạo mà giơ lên hai đầu cơ bắp, hà lão sư, trong khoảng thời gian này ta trong nhà thế nhưng là có rèn luyện, đừng nhìn ta ăn được nhiều, trên thực tế ta cũng đã lớn thành bắp thịt không tin các ngươi nhìn, hắn cố gắng đem hai đầu cơ bắp cho hiện ra, mùi mùi ở bên cạnh dùng ngón tay đầu nhéo nhéo, mềm hoặc, một chút đều không cứng rắn. phúc, đây cũng là bắp thịt. mùi mùi cười, ca, ngươi tốt vô lại a? À. bành bành khổ sở hừ một tiếng, dù sao, tần lãng ăn so ta còn nhiều, khẳng định cũng cùng ta không sai biệt lắm. tần lãng bị chọc cười, vậy cũng không nhất định nha. nói, hắn hơi hơi đem áo sơ mi trắng cho đi lên hiên liễu hiên, tiêu chuẩn cơ bụng sáu muối lộ ra, đường công phá lệ cân xứng, lại tràn đầy bạo phát cảm giác. trời ạ! À, bành bành ôm đầu, ta không tin. Vì cái gì rõ ràng ăn nhiều nhất người, dáng người lại là tốt nhất. Lại còn có cơ bụng, mà lại rõ ràng như vậy. Tần lãng, ngươi sẽ không phải là huấn luyện viên thể hình A. Mụi mụi khuôn mặt nhỏ biến thành một viên táo đỏ, cặp kia linh động mắt to, lại nhìn không được trộn nhìn mấy lần, dường như thông qua y phục, lại thấy được tần lãng cái kia tráng kiện dáng người. Đừng tưởng rằng chỉ có nam sinh sẽ nhìn chằm chằm nữ sinh ngực cùng chân nhìn, đồng dạng, nữ sinh gặp được cơ bụng cùng bắp thịt, chỉ cần không phải quá bạo tạc tính cái chủng loại kia, đều sẽ không thể chuyển dời ánh mắt, Đừng nói là tử phong thì Liên thi Nhã đều hơi có chút kinh ngạc. Trước đó làm sao không có phát hiện a? À? Tần Lãng dáng người tốt như vậy. Chương 190, thu kết thúc. Cùng lúc đó, hoa hạ các nơi, chính đang quan sát trực tiếp một số nữ quan chúng, đều là điên cuồng lùi lại, ảnh chụp màn hình. Bởi vì vừa mới Tần Lãng cái kia nhếch lên, tốc độ quá nhanh, bình thường phát ra, căn bản cũng không có biện pháp chặn đến. May ra, đi qua một phen nỗ lực, cái kia một bộ tràn đầy nam tử khí khái hình ảnh bị dừng lại. Ông trời ơi, Lão công dáng người cũng quá tốt rồi đi, cơ bụng sáu múi, một chút đều không bất ngờ, cảm giác đường công so những cái kia tập thể hình huấn luyện viên còn muốn cân xứng. Cảm giác thì cùng dùng bút vẽ vẽ ra tới một dạng, quá không chân thật. Bọn tỷ muội, thật là phiền a, à, Xế Chiều hôm nay vừa làm sơn móng tay đâu, kết quả thấy được lão công cơ bụng, không cẩn thận thì làm rớt một cái sơn móng tay, ta mặc kệ, ta muốn lão công bồi ta. Cây nấm phòng, đối với phòng trực tiếp nữ quan chúng niên cùng tích tích sự kiện, không chút nào biết rõ. Trò chuyện mở về sau, Hà lão sư cố ý nhìn lấy tầng lãng phương hướng như thế yên tĩnh đêm hè thích hợp nhất ca hát tầng lãng ngươi sẽ không biết hát a à. không thể không nói hà lão sư đích thật là trong vòng giải trí mặt người hiền lành lại hoặc là ưa tầng lãng loại tính cách này cho nên cố ý đang giúp hắn muốn ống kính đồng thời đưa cho biểu diễn tài nghệ cơ hội cần biết tại tống nghệ tiết mục phía trên ống kính là đặc biệt trọng yếu mà lại có ống kính không có nghĩa là có thời gian đi biểu diễn tài nghệ chỉ có chân chính tài nghệ mới có thể vòng phấn mà không giống như là những cái kia dựa vào nhan trị đi hút fan tiểu thịt tươi một lúc sau người xem phản cảm cũng sẽ điêu linh Hà lão sư ôm lấy nếm thử thái độ, thử nhìn một chút Tần Lãng có hay không chân tài thực học. Tần Lãng khẽ cười cười, ngược lại là sẽ hát vài câu, chỉ là không có guitar, thanh sướng, có vẻ hơi đơn điệu. Tử Phong giơ tay lên, ta có guitar. Nói, liền đứng dậy hướng về cây nấm phòng chạy tới, trở lại lúc, trong tay đã ôm lấy một cái xinh xắn guitar, một cách tự nhiên đưa cho Tần Lãng, có chút ngượng ngùng mà cười cười, kỳ thật ta gần nhất đang luyện guitar, thế nhưng là quá khó khăn, bằng không ta có thể giúp ngươi nhạc đệm đây này. Tần Lãng thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tay lơ. Tử Phong nhẹ gật đầu, từ nhẹ một tiếng. Tần Lãng cười cười, không có nhiều lời, ông lấy guitar, lên tư thế, thâm niên cấp guitar trình diễn điểm kỹ năng đầy, ngón tay có chút kích thích dây đàn, vui sướng âm nhạc, sôi nổi tại trong rạp. Nhanh tiết tấu vui sướng tiếng ca, du dương lên. Bên hồ nước cây đa lớn phía trên. Ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Tiểu bên ngoài rạp, ghé vào trên cây cối hạ ve, phản phất là nghe được Tần Lãng ngâm sướng, càng thêm ra sức liếu ra liếu ríu gọi hô lên. Bên thao trường bàn đu dây phía trên. Chỉ có cái kia bương bướm ngừng ở phía trên trên bản đen lão sư phấn viết còn đang liều mạng liếu ríu viết không ngừng nương theo lấy tầng lãng tiếng ca từng bước nhà kho nhỏ bên trong cây nấm phòng thành viên toàn bộ đều nín thở kinh ngạc nghe cái kia rung động lòng người ca khúc dường như tầng lãng tiếng ca đem bọn hắn kéo về tới tuổi thơ về tới cái kia quen thuộc mà xa lạ phòng học lên lớp đứng dậy ngồi xuống cùng cái kia xoát 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 phấn viết tại phất phất nhiều viết viết bản hình ảnh người nào không có tuổi thơ cái nào không có đọc cái kia hồn nhiên ngây thơ thời gian càng là theo xâm nhập xã hội càng là nhớ lại đã từng đơn thuần tiếng ca như là róc rách nước chảy chảy vào mỗi cái giờ phút này ngay tại lắng nghe người xem trái tim lớp bên cạnh nữ hài kia làm sao còn không có đi qua ta phía trước cửa sổ trong miệng đồ ăn vặt trong tay manga tâm lý mối tình đầu tuổi thơ kêu đến nơi này tần lãng nhu hòa ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn tím phong muội muội phương hướng chỉ một thoáng tử phong thẹn thùng dùng hai cánh tay bưng kính phát hồng nóng lên gương mặt thật giống như tần lãng trong miệng hát cái kia mối tình đầu nữ hài là nàng hà lão sư yên lặng nhìn lấy trong hốc mắt nổi lên lệ quang có chút cảm động, càng nhiều hơn chính là nhớ tới khi còn bé chính mình cũng từng thầm mến qua cô bé kia. Tần lãng thu hồi ánh mắt, tiếp tục du dương hát. Tổng là phải chờ đến trước khi ngủ. Mới biết được bài tập chỉ là một chút xíu. Tổng là phải chờ đến khảo thí về sau. Mới biết được cái kia đọc sách đều không có đọc. Một tất thời gian một tất vàng. Lão sư nói qua tất kim khó mua thốn quan âm. Một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm. Hy vọng lớn lên tuổi thơ. Long công. Nương theo lấy tầng lãng ngón tay viện bình ba động dây đàn guitar âm thanh cùng tiếng ca im bạc mà dừng toàn bộ nhà kho nhỏ bên trong một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người cũng còn đắm chìm trong tầng lãng dùng tiếng ca miêu tả đi ra cái kia hồn nhiên ngây thơ không lo không lo vui sướng bên trong lại dẫn một chút nghịch ngợm cùng hồ đồ tuổi thơ nhưng đột nhiên tiếng ca ngừng hết thảy hoài niệm đến đây là kết thúc hà lão sư lao phát hồng hốc mắt kết thúc rồi à tầng lãng người tốt quá phận tốt như vậy bầu không khí, làm gì muốn kêu bài hát này a à? không biết lớn tuổi người, sợ nhất nhớ nhung quá khứ sao. Hoàng tiểu trù nghi hoặc, bài hát này, làm sao cảm giác chưa từng nghe qua. Không đúng, bài hát này viết cốt như vậy, muốn là ra tới, sớm nên phát hỏa. Hà lão sư chấn kinh, tần lãng, ngươi đừng nói cho ta, bài hát này ngươi là bản gốc. Tần lãng ấm áp cười cười, bài hát này gọi, tuổi thơ. Bài này, tuổi thơ, tồn tại ở hắn vượt qua trước cái kia bình hành thế giới, mà ở chỗ này là chưa từng xuất hiện chỉ là một mực bị hắn giữ lại tại trong đầu của mình bên trong, hiện tại lại ở chỗ này hát lên, nếu như làm nhiều giải thích, ngược lại sẽ lộ ra vướng víu. Thi nhã đã ngây người, chỉ là ngây ngốc trợn tròn đôi mắt đẹp, bên tai còn quanh quẩn lấy vừa rồi tầng lãng cái kia du dương vui sướng tiếng ca. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu sư đệ, còn biết ca hát. Mà lại thanh âm dễ nghe như vậy, còn có cái kia guitar đàn tấu. Nàng chợt phát hiện, chính mình đối với tầng lãng, hiểu rõ thật sự là quá ít. Hoặc là nói, chính mình bức bách quá ít, tầng lãng tính tình, ngươi nếu là không ép hắn một thanh, cũng không biết còn có cái gì là che giấu. Tử phong bưng lấy cái má, một mặt ngôi sao nhỏ nhìn qua linh động mắt to đã ngây dại lại đến một bài bành bành kích động mở miệng tần lãng lắc đầu thôi được rồi phía trên tống nghệ chủ yếu nhất là ống kính hắn hiện tại cũng đã khoe khoang qua một lần muốn là lại tiếp tục thì không khỏi có chút chiếm danh tiếng ý tứ huống hồ hắn tới chỗ này lại không phải là vì làm ngôi sao cũng là tại vòng tròn bên trong một chút mở ra một chút chính mình danh tiếng cùng nhiều tài nhiều ức năng lực thuận tiện đến tiếp sau phát triển thôi đằng sau tại hà lão sư đề nghị dưới Tử Phong cùng Bành Bành ngược lại là lại cùng hợp ca một bài, khoái lạc nhảy con ếch, coi như nhẹ nhàng, nhưng có tầng lãng ở phía trước ném ra một khối ngọc thạch, ngược lại có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Nương theo lấy trên ánh trăng trống rỗng, kỳ thứ nhất thu, đến đây cũng kém không nhiều kết thúc. Phòng trực tiếp bên trong, không bình luận đã xoát phi lên. Kêu đến quá êm tai. Bài này, tuổi thơ, quả thực lời bài hát viết quá thần, giống như tựa như là đem ta khi còn bé đến trường thời điểm tình cảnh toàn bộ đều cho thể hiện ra một dạng, cái này soạn nhạc viết lời sẽ không phải đều là tầng lãng làm a. À. Làm sao tại võng thượng cái gì đều tra không được. Giống như thật là bản gốc ai, cái gì đều tra không được. Nhớ qua lại nghe một lần a. À. Vị nào quấn eo đại lão có thể đem bài hát này cho cắt ra, ta sẽ kêu. não tử, ta đã sẽ hát. Miệng, không. Ngươi sẽ không. Phốc ha ha ha, quá chân thực. Vốn cho là Tần Lãng chỉ là có chút tiền, ai biết gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, quả thực cũng là một cái bảo tàng, lại là cơ bụng, lại là bản gốc ca khúc, đào được bảo. Không biết tiếp theo Kỳ Tần Lãng còn ở đó hay không. Đúng vậy a à, thật hy vọng lão công có thể lưu lại a à.